Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 166, không dễ đối phó. Bữa tiệc rượu buổi trưa lại được làm ở trong sân, buổi tối mới là bữa tiệc chính. Tất cả có 100 bàn tiệc di động, phải đợi đến sau khi các hoàng thân quốc thích ngồi vào vị trí, những người còn lại mới có thể ngồi vào. Người bên phía tấn quốc công đưa dâu là nhị thúc, nhị thẩm của Tây Môn Hiểu Nguyệt và một vài người trẻ tuổi trong tộc. Vì khi bái đường, người nhà mẹ đẻ không thể ở đó, cho nên người nhà Tây Môn đều không biết gì về cảnh tượng vừa xảy ra trong sảnh chính. Chẳng qua bọn họ cảm thấy dày vò vì chờ lâu vẫn không thể uống rượu. Bởi vì người đưa dâu phải có ăn uống rồi mới có thể quay về, không uống rượu lại không thể rời đi được. Phần lớn những người đưa dâu thậm chí còn chưa ăn sáng, buổi trưa tiến vào cửa, đến sát giờ thân vẫn chưa thể ăn trưa, những người này đói tới mức bụng muốn dính ra sau lưng rồi. Nhưng thái tử và mộ Dung Khanh không đi ra, bọn họ cũng không tiện đi dục giờ thật vất vả mới đợi đến khi tiệc bắt đầu bọn họ cũng quên mất chuyện đi hỏi Tây Môn Hiểu Nguyệt ngồi luôn vào chỗ ăn Tây Môn Hiểu Nguyệt không muốn đi mời rượu tuy hỉ nương vẫn nói phải đi mời rượu nhưng nàng ta từ chối nói là đau đầu hạ thừa tướng biết trong lòng nàng ta không vui tiện thể nói nếu nàng khó chịu thì không cần đi mời rượu cứ ngồi vào chỗ ăn xong lại về nghỉ đi ta đi mời rượu là được rồi Tây Môn Hiểu Nguyệt cảm kích trước sự săn sóc của ông ta nhưng trong lòng không bớt phẫn nộ chỉ tùy tiện đáp loa qua với ông ta được khổ cực cho tướng ra rồi hạ thừa tướng nắm lấy tay nàng ta dưới bàn cười ấm áp sau này chúng ta lại là vợ chồng trong mắt ta chuyện của nàng là quan trọng nhất tây môn hiểu nguyệt hơi cảm động chăm chú nhìn ông ta nói tướng ra mặc dù thiếp thân khó chịu nhưng mời rượu lại là phong tục nếu ta không đi thì sợ thất lễ hay là cứ qua mời rượu trước audio điện tử võ tấn bền. Mộ Dung Khanh ngồi chung với một đám hoàng thân, quý tộc hoàng cung dĩ nhiên không thiếu hàn huyên một lúc. Mộ Dung Khanh liên tục uống mấy chén mới dừng lại nói chuyện với người ta, cũng coi như là đặc biệt vô lễ rồi. Khi mời rượu, vốn nên là tân lang, tân nương mời rượu khách, sau đó nhận phong bao đỏ. Ai biết những hoàng công, đại thần kia lại dẫn theo con gái của mình đi qua mời rượu mộ Dung Khanh. Không chỉ vậy, bọn họ còn mang theo rượu riêng, Mặc dù chỉ là bình rượu 5 cân 10 cân, nhưng chất đống ở đó không ngờ đã lên tới mười mấy, hai mươi bình. Số rượu này không phải để bọn họ dùng uống bây giờ, mà là đưa cho mộ dung khanh. Mọi người đều biết mộ dung khanh chưa bao giờ nhận quà, có nhận cũng chỉ có rượu ngon. Trong kinh ai cũng biết chuyện hắn thích rượu ngon. Mộ dung khanh nhìn những bình rượu này, ánh mắt sáng ngời như nhìn thấy thứ đẹp nhất trên đời này. Bây giờ tất cả mọi người còn chưa uống mấy rượu. Hắn đã uống hết mấy chén. Khi những đại thần kia đưa rượu qua, thái độ của hắn rất hiền hòa, một lực dây dưa với người ta. Người ta giới thiệu Khuê nữ, hắn cũng nghiêm túc cẩn thận quan sát, nếu không phải khen người ta xinh đẹp thì nói tính tình người ta dịu dàng, nụ cười kia quả thực đã kéo tới mang tai rồi. Thương Mai từ phía xa nhìn qua, rất bực bội, hắn còn nói, nếu có người quấn quýt lấy hắn thì nàng phải đi giải vây. Nhìn nụ cười của hắn không biết hưởng thụ tới mức nào đâu. Làm gì cần cô giải vây chứ? Trần Loan Loan vẫn luôn không yên lòng, đến bây giờ Tiêu Thác còn chưa tới, may là rượu và thức ăn không tệ, nàng ấy ăn rất nhiệt tình. Nàng ấy thấy Thương Mai không có tâm trạng ăn uống, hỏi nàng mất hứng à? Thương Mai lắc đầu, rất cao hứng. Cao hứng thì tại sao lại không ăn? Các món ăn này rất ngon mà. Trần gia luôn cần kiệm, trong nhà chỉ tới Tết mới có bữa ăn thịnh soạn như vậy, đương nhiên thường ngày không tệ, chỉ là không thịnh soạn như vậy thôi nàng ấy ngẩng đầu, thấy hạ oanh nhiễm cùng bàn đang nhìn chầm chầm vào thương mai, hơi mất hứng, ta nói này, con gái như người ăn uống tử tế không được sao. Cứ nhìn chầm chầm vào thương mai làm gì, nàng ấy cũng không phải là đùi vịt lớn. Hạ oanh nhiễm căm giận thu hồi lại ánh mắt, hễ là dính dáng đến trần loan loan, nàng ta đều không muốn tiếp lời. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết trong miệng của nàng ấy sẽ thốt ra những lời khó nghe tới mức nào. Bởi vì buổi tối mới là bữa tiệc chính, cho nên các món ăn buổi trưa dù có tinh tế lại còn xa mới xa hoa bằng buổi tối. Vào bữa ăn trưa, thực đơn lại được truyền ra, đây là để giữ khách lại thôi. Ăn trưa xong, còn có gánh hát vào phủ hạ thừa tướng để mừng đám cưới. Các nữ quyến thích nhất là xem kịch, sau khi ăn cơm xong, bọn họ lại như ong vỡ tổ tràn về phía sân khấu kịch được dựng ở trong vườn hoa. Sau khi tiệc rượu qua đi, cô dâu mới lại trở về phòng, người nhà mẹ đẻ tất nhiên sẽ đi vào theo để căn dặn vài câu tây môn hiểu nguyện nói cho nhị thúc nhị thẩm của nàng ta về chuyện xảy ra ở sảnh chính người bên tấn quốc công nghe được lại vô cùng tức giận nhị thúc nhà tây môn lạnh lùng nói nếu để phụ thân biết được chuyện này hắn không chừng có thể tức chết mất một khi liên thị được phong làm huyện chúa lại có thể áp chế ngươi tướng phủ còn có một nửa thuộc về nàng ta đây không phải là chuyện cười sao phủ đệ của đại thần lại có một nửa của nàng ta à truyền đi đúng là làm người ta cười rụng răng ngày trước ta có nghe nói về hạ thương mai này rồi không ngờ còn thật sự điêu toa độc ác như thế nếu không cho nàng ta biết mặt nàng ta còn tưởng tấn quốc công chúng ta đều dễ bắt nạt lương thị nhị thẩm của tây môn hiểu nguyệt lạnh lùng nói tây môn hiểu nguyệt nhớ tới gương mặt kia của hạ thương mai lại tức giận rõ ràng là nàng không muốn quỳ xuống dập đầu lại giả vờ không biết gì cả vào cửa đưa phong bao đỏ cho nàng ta nghĩ đến phong bao đỏ nàng ta mới nhớ ra mình nhét nó vào trong tay áo. Nàng ta lấy ra và ném xuống đất, đây là phong bao đỏ mà nàng ta cho ta. Lương thị dậm chân nói, cô nương ngốc của ta ơi, nàng ta đưa phong bao đỏ cho ngươi, ngươi cứ ném thẳng vào mặt nàng ta là được, tự nhiên còn nhận à. Tây môn hiểu nguyệt tức giận nói, ta cũng không muốn nhận, nhưng nhiếp chính vương ra lệnh, ta có thể làm sao. Lại nói, có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta cũng không tiện ném lại. Lương thị nghiến răng nghiến lợi nói, tướng phủ này đúng là khinh người quá đáng. Trước kia bọn họ đã đồng ý tới điều kiện của chúng ta, lúc này ngược lại để hạ thương mai đến đây quấy rối. Không liên quan gì với tướng phủ, Tây Môn Hiểu Nguyệt theo bản năng giải thích cho tướng phủ, trước kia hạ thương mai này giả vờ đồng ý, sau đó lại gây sự. Đây không phải là lần đầu nàng ta gây sự, trong lần từ hôn và tiệc mừng thọ của lão phu nhân trước đó, nàng ta đã làm âm một lúc chỉ là ta không ngờ được nàng ta lại dám động đến trên đầu ta nhân hôm nay nhiều người phải cho nàng ta chút giáo huấn mới được lương thị nói nhị thúc tây môn lắc đầu ngày hôm nay tạm thời không nên vọng động dù sao nhiếp chính vương và lễ thân vương đều ở trong phủ nghe hiểu nguyệt nói vậy hai người bọn họ đều che chở cho hạ thương mai ánh mắt lương thị lóe lên trong lòng đã có tính toán ai bảo ngươi làm công khai chứ Tây môn hiểu nguyệt vốn định khuyên lương thì tạm thời đừng ra tay, nhưng vừa nhớ tới gương mặt đáng ghét của hạ thương mai, nếu nhị thẩm có thể dạy dỗ nàng một chút, ngược lại có thể chút giận cho mình. Hơn nữa, nhị thẩm ở trong phủ luôn điêu ngoa cay độc bá đạo, không ai dám đắc tội. Bà ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay, hạ thương mai nhất định sẽ phải chịu thiệt. Nàng ta nghĩ tới đây, lại căn dặn lương thị, thẩm thẩm cẩn thận một chút là được, đừng để cho người ta nắm được sơ hở. Hạ Thương Mai này lại không dễ đối khó đối phó đâu. Ta cũng không phải là người dễ đối phó. Ánh mắt lương thì tối tăm, lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Thương Mai đắc tội Tây Môn Hiểu Nguyệt, bà ta không quan tâm. Nhưng nàng dám coi tấn quốc công bọn họ như không có người, điều này đã phạm vào tối kỵ của bà ta. Nếu hôm nay không tiện giáo huấn nàng một trận, sau này cả tộc tấn quốc công còn có tôn nghiêm trước mặt mọi người sao? Chương 167, Tiêu thác không ngốc. Thương mai vốn cho rằng mộ dung khanh ăn tiệc buổi trưa xong lại rời đi, không ngờ hẳn tự nhiên ở lại trong đình nói chuyện thân thiết với một đám thân quyến của đại thần. các quý nữ tiến lên rót rượu cho hắn, gần như hơn nửa người đều dựa vào trong lòng hắn, hắn thế mà không tránh không né. còn nói cái gì mà không thích phụ nữ lại gân, tất cả đều là lời nói nhảm hết. Thương mai tức giận quay mặt đi, nói chuyện với mộ dung tráng tráng. vào lúc này tiêu thác lại tới. hắn ta vừa vào, đám người các trần tướng quân vội vàng sán lại gân làm tiêu thác sợ ngây người thương mai giống như đang xem kịch vui nói với trần loan 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 nếu tiêu thác bị dọa hôn sự này lại thất bại rồi trần loan loan chợt nhảy dựng lên muốn xông qua đánh đuổi các ca ca nhưng lại sợ mình quá hung ác dọa cho tiêu thác sợ nàng ấy lại chọc chọc tráng tráng công chúa nàng đuổi đám ruồi nhặng kia đi giúp ta mộ dung tráng tráng cười nói các trần tướng quân các ngươi qua làm giúp bản cung chút chuyện đi. Các trần tướng quân rõ ràng không quá muốn để ý tới tráng tráng. Có gì làm người ta phấn chấn hơn là nói chuyện với em rể tương lai chứ? Nhưng công chúa đã căn dặn, bọn họ dù sao cũng không tiện không qua. Mộ dung tráng tráng nhìn mộ dung khanh, lại nhìn thương mai, cười nói với các trần tướng quân nói, các người đi giúp chuyển hết rượu của nhiếp chính vương đến phủ đệ của bản cung. Bản cung bảo đảm khi các người trở về, tiêu thác vẫn còn ở đây hơn nữa các ngươi vây quanh tiêu thác làm gì phải để cho loan loan nói chuyện với hắn mới phải các huynh đệ trần gia đồng thanh nói đúng công chúa nói có lý loan loan mới là nhân vật chính nên để cho loan loan đi nói chuyện với tiêu thác mộ dung khanh ở phòng bên kia nhìn thấy các huynh đệ trần gia dọn sạch rượu của hắn lập tức đẩy mấy quý nữ đang rót rượu cho hắn ra nhảy dựng lên các ngươi làm gì vậy không được động vào trần đại ca nói vương gia công chúa phân phó mặt tướng chuyển hết rượu đến phủ công chúa trước mộ dung khanh nhìn về phía mộ dung tráng tráng mộ dung tráng tráng giơ tay đều chuyển đi hết mộ dung khanh sốt ruột tạm thời đừng động tới hắn bước nhanh tới hơi tức giận nói tiểu cô cô đang đùa gì vậy ngài động vào rượu của bản vương làm gì chứ mộ dung tráng tráng vỗ vào ghế bên cạnh ta thấy người bị một đám mỹ nữ vây quanh làm cho mất hết cả hồn phách không chuyển rượu của ngươi đi ngươi sẽ tới sao mộ dung khanh ngồi xuống ngươi nói câu này là không đúng rồi người ta có lòng tốt đưa rượu cho bản vương bản vương theo phép lịch sự dù sao cũng phải vờ đáp với người ta mấy câu không phải sao người có rượu vào lại bị mất hết tâm trí một ngày nào đó ngươi sẽ chết ở trong vại rượu thôi tráng tráng lạnh lùng nói mộ dung khanh bị tráng tráng nói mấy câu lại nhìn thương mai chất vấn nàng tố cáo à thương mai trợn mắt ta có thời gian rảnh rỗi như vậy còn không bằng ngồi uống chén trà cô nói xong trong tay cầm chén trà quay đầu nhìn về phía nơi khác mộ dung khanh hừ một tiếng còn muốn giận dỗi à vừa rồi thấy bản vương bị người ta vây quanh cũng không đi lên giải vây loại hôn thê này không xứng chức hắn nói xong lại đổi sắc mặt cười ha hả nói với tráng tráng rượu này chuyển đến phủ công chúa cũng tốt ngày mai bản vương sẽ qua chuyển về đồ không biết xấu hổ, mộ dung tráng tráng mắng. Tiêu thác bên kia vừa thoát thân đi tới, ngồi xuống và lau mồ hôi chán, trần phủ thật dọa người. Huynh đệ trần ra lại không thể trêu chọc được. Loan loan đi tới, hiên lành ngoan ngoãn rót trà ra hắn ta, đúng vậy, đại tướng quân nói đúng. Bọn họ thật dọa người, ta ở trong nhà vẫn thường bị bọn họ bắt nạt, chèn ép. Tiêu thác nước nhìn trần loan loan, rất thông cảm, nhà đầu à, khó trách người điên cuồng đi xem mắt, còn chuyển đến tướng phủ ở. Đổi lại là ai cũng không thể ở được Trần Phủ. Đây là lần đầu Trần Loan Loan nghe được tiêu thác dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với nàng ấy, trong lòng thâm mừng rỡ, lập tức giả vờ đáng thương, ngồi xuống bên cạnh tiêu thác, lấy khăn tay ra lau khóe mắt, ai nói không phải chứ. Trưởng bối trong nhà trọng nam khinh nữ, ta là phụ nữ tất nhiên sẽ bị coi nhẹ một chút. Thật ra các người đều cảm thấy thương mai bị tướng phủ bài xích, hãm hại như vậy là rất đáng thương địa vị của ta ở Trần Phủ lại càng chẳng khác nào thương mai a. À. Tiêu thác nhíu mày, sao ta nghe nói lại khác vậy? Trước khi xảy ra chuyện từ hôn của thương mai, người tin tưởng hạ thừa tướng là hạng người như vậy sao? Tiêu thác suy nghĩ một chút, cũng đúng. Tuy trước đây ta không ủng hộ cương lĩnh chính trị của hạ hòe quân, nhưng không ngờ được sau lưng là ông ta lại là một tiểu nhân đê tiện nham hiểm. Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Trần Loan Loan đã không có giới hạn, không còn điểm cuối nữa. Hai người đồng thời đứng dậy, đi thôi, chúng ta qua bên kia một lát. Gương mặt mộ dung khanh bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của thương mai, nhìn dáng vẻ hẹp hòi này, cực kỳ đáng ghét. Tô Thanh ghé đầu qua, vương ra, người hình như rất để ý tới hạ đại phu nhỉ. Điều này chẳng phải là vô nghĩa sao, nàng là vị hôn thê của bản vương, cũng nên ra vẻ một chút chứ. Dáng vẻ mộ dung khanh vô cùng khí thế. Cũng đúng, Tô Thanh gãi đầu, mặc dù hắn ta tự nhận mình là cao thủ trong chuyện nam nữ này, nhưng có đôi khi cũng nhìn không rõ được. Mộ Dung Khanh thấy Mộ Dung Tráng Tráng đi xa, lại lén căn dặn Tô Thanh, người đuổi theo huynh đệ Trần Gia, bảo bọn họ chuyển rượu tới Vương Phủ. Ta muốn người vò, Tô Thanh nói. Mộ Dung Khanh nheo mắt lại nhìn hắn ta, ánh mắt nguy hiểm. Tô Thanh nhìn hắn, đứng lên, thôi đi, một chén thì một chén. Tô Thanh nói vậy làm Mộ Dung Khanh hơi phiền lòng, Cầm lấy chén rượu cũng chẳng biết là của ai trên bàn, lại uống vào. Tiêu Thác vẫn đang say sưa nghe Trần Loan Loan nói về chuyện bi thảm lúc nhỏ, càng nghe hắn ta càng thấy thương xót. Mộ Dung Khanh đứng lên, thản nhiên nói với Tiêu Thác, "Ốc heo, nàng đang lừa gạt người đấy. Ở Trần gia, nàng chính là hòn ngọc quý trên tay. Chẳng qua người chắc hẳn cũng biết, chỉ là không rõ có ý xấu gì thôi." Tiêu Thác trợn mắt nhìn hắn, "Sao ngươi không thể có lòng thông cảm như vậy chứ?" Ngươi không nghe loan loan muội tử nói nàng sắp bị 12 chị dâu của nàng ép chết rồi sao? Mộ dung khanh xì một tiếng khinh thường, còn muội tử à? Tất cả mọi người biết hạ thương mai từng bảo đảm trước mặt thái quân, trong vòng nửa năm sẽ trói người đưa đến trên giường Trần Loan Loan đấy. Đôi mắt long lanh của Trần Loan Loan ngước lên, chỗ lợi của mắt to là diện tích đón gió lớn, gió vào mắt lại dễ sinh ra nước mắt. Tiêu thác thấy thế, càng thêm thương tiếc, không khỏi không nể mặt nói với mộ dung khanh, người đi mau, đi mau đi. Lão già cô độc nhà ngươi chỉ toàn lời nói bậy, Loan Loan là một cô gái tốt, trước đây là do ta đã nhìn lầm nàng. Hắn ta nói xong thì đuổi hẳn như đuổi ruồi. Mộ dung khanh cầm lấy bầu rượu trên bàn lên, cứ cố mà giả vờ đi. Trần Loan Loan tức muốn nổ phổi, mình thật vất vả mới có thể nói với tiêu thác đại ca mấy câu, nếu bị nhiếp chính vương quấy rối, nàng ấy sẽ giết người mất nhưng người ta là nhiếp chính vương, phủ nhiếp chính vương cửa cao chó lớn, nàng ấy không làm gì được, chỉ đành phải đứng lên, nói khẽ bên tai mộ dung khanh, tổ mẫu đưa 10 vò thiêu đao tử ở bên bắc mạc vê, đều là của vương gia. Mộ dung khanh nhướng mày và xoay người lại, nói với vẻ trách trời thương người, bản vương biết một ít về chuyện của loan loan. Chỉ là lão thái quân nước cao vọng trọng, bản vương cũng không tiện nói gì bà ấy. Chỉ có thể mong người sớm ngày tìm được lang quân như ý, rời khỏi địa ngục trần phủ này hắn nói xong thì lắc đầu, rời đi với dáng vẻ khổ sở thay cho Trần Loan Loan. Tiêu thác nhìn Trần Loan Loan, nói thật ra lão thái quân bảo hạ đại phu làm chuyện lôi kéo hai người chúng ta, ta đã sớm biết rồi. Ta biết muội nhất định là không thật lòng muốn gả cho ta, chỉ là muốn mau chóng xuất giá. Muội yên tâm, ta giả vờ qua lại với muội, âm thầm tìm một người trong sạch cho muội. Tiêu Thác không ngốc, thật ra hắn ta biết tình cảnh của Loan Loan ở Trần gia không phải như vậy, nhưng quả thật cũng bị mười mấy chị dâu của nàng ấy chèn ép và bắt nạt. Nguyên nhân Trần Loan Loan muốn nhanh chóng xuất giá là vì nếu chưa quá 19 tuổi, lại cần phải dựa vào phu quân. Hắn ta không nên cưới Trần Loan Loan, bởi vì ca ca của nàng ấy quá hung hãn lại không tiện đắc tội Trần Thái Quân làm hỏng mối quan hệ giữa hai nhà. Hắn ta không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngốc sau đó âm thầm tìm một nhà khác cho Trần Loan Loan. Hắn ta đã có người để chọn rồi. Tô Thanh Chương 168: Tiếp tục điều tra. Thật ra, thông qua khoảng thời gian quan sát này, hắn ta đã phát hiện ra, Trần Loan Loan không hề đáng sợ như những gì bên ngoài nói, cùng lắm là hơi thô lỗ một chút mà thôi. Tô Thanh khá đáng thương, nhìn có bộ dạng có vẻ như sẽ không lấy được vợ. Mặc dù mỗi ngày, hắn ta đều nói khoác rằng mình gần gũi với rất nhiều phụ nữ, nhưng mọi người đều biết rằng hắn ta cứ gần phụ nữ thì chắc chắn sẽ chết. Thân là huynh đệ của Tô Thanh, tiêu thác rất muốn làm mối cho hắn ta. Trần Loan Loan nghe thấy hắn ta nói câu này thì lập tức sửng sốt, sau đó kích động nói tiêu thác, huynh thật sự rất tốt, ta chính là đang đợi câu này của huynh đó. Tiêu thác nghe vậy thì vỗ nhẹ bả vai nàng ta, nói, đừng khách sáo, bọn ta là huynh đệ của nhau, so đo tính toán với nhau chuyện này làm gì. Nói xong, tiêu thác lập tức đuổi theo mộ dung khanh. Thế nào rồi? Một câu hỏi không rõ đầu đuôi, duy chỉ có hai người họ là hiểu. Mộ Dung Khanh nói, hôm nay, tổng cộng có 28 người đưa rượu đến cho bổn vương. Những người này khi trở về ngươi hãy ghi lại, bọn họ dám tặng quà cho ta ngay trước mặt lương thái phó, chứng tỏ bọn họ vẫn còn đang do dự, chưa quyết định rõ ràng. Nhưng mà, trong số 28 người này, không ngoại trừ khả năng có người cố ý muốn tiếp cận vương gia. Bọn họ có lẽ đã nhận lệnh của lương thái phó đến tiếp cận người. Tiêu Thác nói, sau khi ghi lại thì mang danh sách giao lại cho bổn vương. Bổn vương sẽ điều tra từng người một, nếu như bọn họ qua lại với lương thái phó nhiều lần thì cứ giữ lại rồi sẽ có việc cần dùng đến, trước tiên cứ giả bộ tin tưởng đã. Tiêu Thác nghe vậy thì gật đầu, đúng vậy, thái phó đại nhân cũng đã cố gắng hết sức muốn đánh vào bên trong vương phủ này, nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng nên cho ông ta một cơ hội. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, nhẫn nhịn chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, bây giờ lại có thêm sự giúp đỡ của hà Hòe Quân và gia tộc của Tấn Quốc Công, bọn họ đương nhiên sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, nhất định sẽ nắm chắc từng bước tiến. Từ cuộc mai phục lân trước, sau khi giết chết tên nội gián ẩn nấp trong vương phủ, bọn họ càng mong đợi cơ hội tiếp theo, vì thế bổn vương sẽ tặng cho họ cơ hội này. Trong mắt mộ dung khanh đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khác hẳn so với dáng vẻ ngà ngà say khi nấy ở trước đám đông, giờ phút này hắn dường như đã biến thành một người khác. Vương Phi đa tài đa nghệ. Hắn nhìn tiêu thác, hỏi, điều tra bên thôn thạch đầu đến đâu rồi? Tiêu thạch nghe vậy, trả lời, đã điều tra rõ ràng rồi. Sau khi vương gia bị thương trở về, hạ hòe quân đã đón một người đến đảo đảo người điên, sau đó sắp xếp ổn thỏa cho người đó ở thôn thạch đầu. Là ông ta, mộ dung khanh cười lạnh một tiếng. Người đi đón kẻ điên kia không phải là hạ hòe quân mà là một thầy thuốc có tên là Huệ Dân Cục. Hắn chẩn đoán rằng kẻ điên đó đã khỏi hẳn rồi, cho nên đón về, tạm thời sắp xếp cho hắn ta ở thôn Thạch Đầu. Sau khi điều tra thì phát hiện tên thầy thuốc đó và hạ thừa tướng có quan hệ rất mật thiết với nhau, do đó mới đưa ra kết luận là Hạ Hoè quân ra lệnh. Nếu nói như vậy, cái ngày thả tên điên cắn người đó ra không phải là làm cho Tây Môn Hiểu Nguyệt xem, mà là ông ta cố ý thả hắn ra. Đúng vậy, nhưng mà tạm thời vẫn chưa biết động cơ của ông ta là gì. Tiêu Thác nói. Tiếp tục điều tra, Mộ Dung Khanh ra lệnh sai người canh chừng, theo dõi Hạ Hoè Quân liên tục trong 12 canh giờ. Ngay đến cả một đêm ông ta đi tiểu bao nhiêu lần, rơi vãi bao nhiêu giọt nước tiểu, bổn vương cũng muốn biết tường tận. Hạ Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng đi đến bên cạnh hồ, nơi này không có người nào qua lại cả, phần lớn mọi người trong nhà đều đi xem kịch hết cả rồi, các công tử đương nhiên cũng đi theo họ. Hai người họ đi chưa được bao lâu, thì tỷ nữ bên người thôi Thái Phi đi đến nói với mộ dung tráng tráng, đại trưởng công chúa, Thái Phi mời người qua bên đó một chuyến. Mộ dung tráng tráng chỉ biết thôi Thái Phi tìm mình có chuyện, vì thế bèn quay sang nói với Hạ Thương Mai, ta qua đó một chuyến, lát sau sẽ quay về tìm ngươi. Hạ Thương Mai cũng không quá để ý, mà chỉ nói, được, người đi đi, ta sẽ đi dạo một mình. Khi quay đầu lại, nhìn thấy tiểu khuyên đang quét dọn bên trong đình viện, cô lập tức nghĩ có lẽ hôm nay không đủ người cho nên hạ đoàn mới điều động tiểu khuyên qua đây thương mai đi dọc theo bờ hồ trong lòng không ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra khi nãy ở chính sảnh lần này cô coi như là kết oán với tây môn hiểu nguyệt rồi tây môn hiểu nguyệt không dễ đối phó như trần nguyệt nhung đằng sau nàng ta còn có sự hậu thuẫn của gia tộc tấn quốc công mấy năm nay tấn quốc công coi như đã xuống dốc một chút nhưng bên phía họ vẫn còn quan hệ thực lực cũng vẫn chưa tiêu hao. Cũng không hẳn là cô cố ý gây khó dễ cho Tây Môn Hiểu Nguyệt, chỉ là một số quy tắc khi nàng ta vào cửa, không chỉ là khinh người quá đáng mà nàng ta còn muốn cướp vị trí của phu nhân. Sau đó, nàng ta chắc hẳn sẽ không có khả năng giữ lại mẫu thân. Nếu mẫu thân không được vui, thì chỉ còn cách để cô chết khô trong tướng phủ này mà thôi. Nếu như không thể tránh khỏi việc xảy ra xung đột, vậy thì chỉ bằng nhân cơ hội hôm nay đông người, cô nhanh chóng bày tỏ thái độ của mình luôn thì hơn. Đại tiểu thư, trong khi Thương Mai còn đang trầm tư, đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi đi đến. Thương Mai đánh giá hắn ta, vẻ ngoài trông khá điển trai, những cô cảm thấy hắn ta rất xa lạ, trước đây cũng chưa từng gặp qua. Người là, Thương Mai hỏi, tại hạ là Tây Môn Hiểu Khánh, Tây Môn Hiểu Nguyệt là đường tỷ của ta. Người đàn ông trẻ tuổi đó lên tiếng trả lời. Ô, hóa ra là Tây Môn Công Tử. Thương Mai lập tức nảy sinh cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời hắn. Tây Môn Hiểu Khánh nhìn Thương Mai với ánh mắt đầy chiều mến, ta đưa dâu qua đây, vốn dĩ nên trở về sau bữa trưa, nhưng bởi vì có đoàn kịch đến, mà mẫu thân ta lại rất thích xem kịch, cho nên tạm thời ở lại đây một lát. Ừm, Thương Mai không muốn dính dáng quá nhiều đến gia tộc Tấn Quốc Công, cho nên cô nói, vậy Tây Môn Công Tử cứ đi theo nhị phu nhân đi, ta muốn đi dạo một mình. Lúc này, Tây Môn Khánh đột nhiên chặn cô lại, rồi lộ ra vẻ lo lắng, bứt rứt, đại tiểu thư đừng hiểu nhầm, ta không phải đang cố ý quấy rầy nàng đâu. Chỉ là, lúc trước từng nghe được chuyện của nàng, ta vẫn luôn, vẫn luôn rất ngưỡng mộ nàng, muốn kết bạn với nàng. Thương Mai nghe vậy thì thản nhiên nhìn hắn, nói ta tên là Hạ Thương Mai. Tây Môn Hiểu Khánh lập tức ngây người, hử. Không phải ngươi muốn làm quen với ta ư, ta nói cho ngươi biết, tên ta là Hạ Thương Mai, ngươi tên là Tây Môn Hiểu Khánh đúng không? Xin chào, rất vui được làm quen với ngươi, thương mai tỏ vẻ lạnh nhạt nói. Nghe được chuyện của cô sau đó ngưỡng mộ cô ư, có cái dám Chẳng có người đàn ông nào sau khi nghe được chuyện của cô mà vẫn ngưỡng mộ cô cả. Đại tiểu thư, Tây Môn Hiểu Khánh xua tay, rồi nói tiếp ta chỉ muốn được nói chuyện với nàng mà thôi, chứ không hề có ý xấu gì cả. Hơn nữa, hai nhà chúng ta bây giờ đã là thông gia với nhau rồi, sau này nhất định sẽ thường xuyên qua lại. Thương Mai cảm thấy chán ghét khi bị hắn ta làm phiên, hơn nữa cô cho rằng, hắn ta nhất định không có ý đồ tốt đẹp gì cả, vì thế cô lãnh đạm nói, Tây Môn Công Tử, nếu như sau này vẫn phải gặp mặt, vậy thì tốt nhất chúng ta đừng nên chán ghét đối phương ngay lúc này. xuất lời, cô lạnh lùng quay người rời đi. Nào ngờ, Tây Môn Hiểu Khánh lại đuổi theo cô, một mực chặn đường đi của cô, đại tiểu thư, ta rốt cuộc có chỗ nào đắc tội với nàng nàng nói rõ ràng cho ta biết xem nào. Thương Mai nghe vậy thì lập tức nhíu mày, nói Tây Môn Công Tử, hôm nay là ngày vui của đường tỷ ngươi và phụ thân ta, hy vọng ngươi đừng khiến cho nó trở nên khó coi. Tây Môn Hiểu Khánh nhìn gương mặt thờ ơ của Thương Mai thì không nhịn được chế giễu lại cô, nàng cho rằng ta rất thích nói chuyện với nàng ư. Lại còn ở đó mà giả bộ thanh cao, không phải cô cũng liếc mắt đưa tình với tên nhiếp chính vương kia ư còn chưa có chỉ thị thành thân mà đã bày ra dáng vẻ cao quý của nhiếp chính vương phi rồi, ta trông thấy mà buồn nôn. Thương Mai nghe thấy lời này của hắn ta nhưng không hề cảm thấy tức giận. Trái lại cô còn chắc chắn một điều rằng, Tây Môn Hiểu Nguyệt không có ý định để cô trải qua buổi lễ thành thân này một cách suôn sẻ. Nàng ta đang muốn kiếm chuyện. Đầu tiên, tên Tây Môn Hiểu Khánh này lấy lý do là ngưỡng mộ cô đến làm phiền cô và khiến cô lơ là, tiếp đó hắn ta lại dùng những lời lẽ ác ý chọc tức cô, rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì. Thương Mai tiếp tục đi về phía trước, không muốn phản ứng lại hắn ta. Tây môn hiểu Khánh thấy vậy thì chặn cô lại lần nữa, hắn ta tiếp tục nói những lời lẽ chọc tức cô, hạ thương Mai, người đừng cho rằng ngươi sắp trở thành nhiếp chính vương phi rồi thì không coi ai ra gì. Chỉ thị vẫn chưa được ban ra, chuyện này vẫn có khả năng cứu hồi người cảm thấy mộ dung khanh sẽ bằng lòng kết thông ra với gia tộc tấn quốc công bọn ta hay là muốn lấy một đại tiểu thư không được yêu thương ở tướng phủ là ngươi đây thương mai đưa hai tay ra ưm ừ, chuyện này quả thật khiến người ta phải suy nghĩ gia tộc tấn quốc công muốn kết thông ra với nhiếp chính vương ư hạ hòe quân thuộc phe của thái tử tấn quốc công và hạ hòe quân kết thông ra với nhau đương nhiên họ sẽ đi nhờ và lương thái phó nếu tìm một cô gái trẻ đẹp của gia tộc tây môn gả cho mộ dung khanh vậy khi đó chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cho nên, những lời này của Tây Môn Hiểu Khánh nghe có vẻ như đang nói dối. chương 169, giết người rồi. Nếu như đã không phù hợp với logic thông thường, vậy thì mục đích duy nhất hắn ta đến đây chính là muốn khiến cô sợ hãi, hoặc là khiêu khích khiến cô tức giận. Những lời Tây Môn Công Tử nói quả thật rất có lý. Có lẽ nhiếp chính vương sẽ bằng lòng kết thông gia với gia tộc Tấn Quốc Công hay là người đích thân đi hỏi ngài ấy đi, Thương Mai bình tĩnh nói. Tây môn hiểu khánh nghe vậy thì trợn trừng mắt nhìn Thương Mai, hắn ta lập tức thay đổi thái độ khiêm tốn khi nấy, lạnh lùng nói với cô, hạ Thương Mai, người đừng quá đắc ý, cứ đợi đó ta nhất định sẽ không để yên cho người đâu. Sứt lời, hắn ta lập tức xoay người rời đi. Thương Mai nhìn theo bóng lưng của hắn ta, trong đầu như có điều suy nghĩ. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy hạ oanh nhiễm và thái tử đang sánh vai đi tới thương mai không muốn chạm mặt với hai người họ cho nên cô bèn đi xuống hành lang bên trong hồ rồi từ hành lang đi xuyên qua hòn non bộ phía bên kia những hòn non bộ này vẫn luôn nối với phía hậu hoa viên nhưng thương mai không có ý định đi đến hậu hoa viên cô chỉ muốn đi đến một nơi yên tĩnh để bản thân cảm thấy thoải mái thanh tịnh hơn một chút mà thôi khi đi đến nơi không có người thương mai ngồi xuống bao quanh cô là những hòn non bộ vì thế sẽ không ai nhìn thấy cô cô cũng cảm thấy vui vẻ thanh tịnh hơn chỉ có điều chưa ngồi nghỉ ngơi được bao lâu cô bèn nghe thấy phía trước có tiếng động cô không đi vòng qua đó để xem mà chỉ muốn lập tức quay đầu rời đi bởi vì cô ý thức được phía trước nhất định có thứ gì đó đang đợi cô thế nhưng vừa quay đầu lại cô nhìn thấy thái tử và hạ oanh nhiễm đang dẫn theo hai tên thị vệ đi qua đây tiếng bước chân của họ khá nhàn nhã ung dung Giáng vẻ giống như đang đi tản bộ đúng lúc này đột nhiên có một người dùng tốc độ rất nhanh đi vòng qua hòn non bộ tiến lên trước sát tay cô rồi hoảng sợ nói thương mai mau chạy đi cô giết người rồi người này chính là tây môn hiểu khánh khi nãy chặn đường cô thương mai rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện khi nãy tây môn hiểu khánh chặn đường cô là để kéo dài thời gian đợi hạ oanh nhiễm và thái tử đến hắn ta biết cô không muốn chạm mặt với hai người họ nên sẽ đi lên phía hòn non bộ về phần khi nãy hắn ta cố ý chọc tức cô hoặc dùng những lời lẽ đụng chạm đến cô chắc hẳn chỉ cần chế một lát thôi là biết được sự thật do đó thương mai lập tức đẩy tây môn hiểu khánh ra tây môn hiểu khánh cho rằng cô muốn chạy thì lập tức kéo mạnh tay cô thương mai mau chạy sang bên này thương mai giơ chân đạp một phát vào bụng dưới của hắn ta sau đó cô vòng qua phía sau hòn non bộ một tên hầu đang nằm trong vũng máu, một cây châm cài tóc đang cắm thẳng trên ngực hắn ta, cô rất quen thuộc với cây châm cài tóc này, bởi nó là của cô. Tên hầu bị giết này cũng rất quen mắt, hắn ta chính là tên hầu gác cổng từng đưa nước, đưa bánh bao đến cho cô. Thương Mai bước nhanh lên phía trước, cô phát hiện trên cổ hắn ta có vết máu tụ và dấu vân tay, còn cây châm cài tóc thì không hề đâm quá sâu vào ngực hắn ta. Hắn ta chết vì nghẹt thở chứ không phải vì bị cây châm đâm vào tim mà chết. Thương Mai quỳ xuống rồi cúi người, cô khẽ xoay đoạt phách hoàn, tiến hành kích điện lên ngực của hắn ta, sau đó nhanh chóng lấy túi kim châm từ trong ống tay áo ra. Lúc này, Hảo Anh nhiễm ở bên cạnh đã kinh hãi hét lên, trời ơi, giết người, giết người rồi. Thái tử cũng giơ tay ra, lớn tiếng dặn bảo đám thị vệ mình dẫn đến, dám giết người ngay trong ngày lễ thành hôn của tướng ra. Mau đi lên bắt hung thủ lại cho ta. Đây là một âm mưu đã được chủ tính vô cùng đơn giản và vội vàng, nhưng bọn họ lại dùng thái tử làm nhân chứng, hơn nữa còn dùng cây châm cài tóc của cô. Là hạ oanh nhiễm sai người đến hạ chữ uyển của cô lấy trộm. Thương Mai thuận tay ném một tảng đá lớn về phía đám thị vệ. Nhân lúc bọn họ né tránh, cô nhanh chóng chọn huyệt đạo rồi đâm cây châm xuống. Cô không chắc chắn mình có thể cứu được tên hầu gác cổng này, bởi thời gian quá gấp gáp, vì thế cô hoàn toàn không có cách nào đưa ra phán đoán chính xác nhất được nhưng mà thông qua màu sắc của môi và độ nông sâu của cây châm cài tóc, cô có thể nhìn ra hẳn ta mới chỉ ngạt thở rồi bị choáng ngất đi chứ chưa chết hẳn. Gần đây cô cũng không dùng đến đoạt phách hoàn, cho nên điện lực của nó rất đây. Nếu có thể phối hợp với việc chọn huyệt đạo chính xác, thì hắn ta có thể được cứu sống. Cô cầm kim châm lên hai huyệt là huyệt vân môn và huyệt trung phủ. Khi kim châm vừa đâm vào, cô có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của hắn ta. Sau khi thoát khỏi tảng đá lớn kia, hai tên thị vệ lập tức lao về phía cô, nhưng lúc này Thương Mai đã lấy kim châm ra và đứng lên, vẻ mặt âm châm nói, không cần bắt ta, ta sẽ tự đi. Hạ Oanh nhiễm tiến lên phía trước, muốn tặng cho cô một bạt tai, nhưng Thương Mai đã nhanh nhẹn nắm được cổ tay nàng ta. Cô dùng sức đẩy Hạ Oanh nhiễm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hạ Oanh nhiễm bị đẩy thì hơi loạn choạng, rồi ngã vào lòng thái tử. Ngay sau đó, nàng ta vô cùng tức giận nói, Hạ Thương Mai, người đã giết người rồi mà còn dám ngông cuồng thế ư sau khi đỡ hạ oanh nhiễm đứng vững thái tử đi đến trước mặt hạ thương mai nhìn cô với ánh mắt kiêu ngạo rồi cười gắn một tiếng nói lần này bổn cung ngược lại muốn nhìn thử xem hoàng thúc sẽ làm việc thiên tư như thế nào thương mai nhìn chằm chằm hắn ta gương mặt này vẫn luôn khiến cô chán ghét và căm hận giống hệt như trước đây cô dường như nhìn thấy cảnh tượng hắn ta ra lệnh tra tấn dã man hạ thương mai cũ rồi còn ép cô ấy phải gả cho lương vương dẫn người đi, thái tử bóp chặt cầm của cô, rồi thả tay ra, lạnh lùng nói với đám thị vệ. Đám thị vệ lập tức áp giải hạ thương mai rời đi, một lát sau, có hai người đến khiêng tên hâu gác cổng đi. Bởi vì xảy ra án mạng ngay trong phủ, cho nên những người đang xem kịch cũng tò mò xuống lại xem. Thương mai bị đám thị vệ áp giải vào giữa đám đông. Ban nãy thái tử đã lấy cây châm cài tóc của cô đi, cho nên búi tóc của cô hiện giờ rất lỏng lẻo, gió khẽ thổi qua, khiến cô giống hệt như một con mụ điên. Thi thể của tên hâu gác cổng được đặt ở giữa vườn hoa. Đối với việc xảy ra án mạng ngay trong hôn lễ, rất nhiều người đều cảm thấy đây là một chuyện vô cùng đen đủi. Mộ dung tráng tráng và Thôi Thái Phi cũng đã đến. Ban nãy khi mộ dung tráng tráng đi gặp Thôi Thái Phi, nhị thẩm của Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng ở đó. Nguyên nhân Thôi Thái Phi tìm nàng ta qua đó khiến nàng ta vô cùng tức giận chỉ vì nhị thẩm của Tây Môn Hiểu Nguyệt đề cử một chàng trai tài giỏi, anh Tuấn, thôi Thái Phi cảm thấy người đó rất phù hợp với mộ dung tráng tráng, cho nên mới sai người gọi nàng ta đến để hỏi ý kiến của nàng ta. Vì thế khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mộ dung tráng tráng lập tức biết rằng bản thân mình đã bị lợi dụng. Có một số người cố ý muốn thương mai đi một mình, để dễ dàng vu oan hãm hại cô. Lần này lại còn động đến tính mạng con người, quả thật quá đáng ghét. Làm sao có chuyện như vậy được? là kẻ nào giết, lão phu nhân đi đến, gương mặt trắng bệch, hoảng sợ hỏi. Thái tử lạnh lùng nói, lão phu nhân, người hỏi hay lắm. Bồn cung còn muốn hỏi người, người dạy dỗ cháu gái mình như thế nào vậy chứ? Dạy dỗ kiểu gì mà khiến nàng ta trở thành một kẻ tàn nhẫn, độc ác như thế? Hở ra một chút là muốn giết người. Hạ thừa tướng và các quan lại cũng súng lại. Sắc mặt của hạ thừa tướng hơi kinh ngạc, ngay sau đó đáy mắt ngập tràn tức giận. Ông ta châm mặt, trao đổi ánh mắt với lão phu nhân, giờ phút này lão phu nhân hiển nhiên cũng đang mở mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ rõ ràng không biết chuyện này, hơn nữa hôm nay xảy ra án mạng không phải là chuyện mà họ mong muốn. Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn hạ thương mai trong đám người, rồi quay sang nhìn thi thể của tên hầu gác cổng đang đặt trên mặt đất. Sau đó, hắn thản nhiên hỏi, hình bộ thượng thư có ở đây không? Nghe thấy lời này của mộ Dung Khanh, hình bộ thượng thư lập tức bước ra vương ra thần có mộ dung khanh giơ tay ra xét hỏi vụ án hôn lễ lập tức trở thành công đường xử án hơn nữa còn có rất nhiều hoàng thân quốc thích và các đại thần đều đứng đây xem áp lực của hình bộ thượng thư cũng vì thế mà tăng lên không ít hạ thừa tướng sắp xếp cho người mang ghế đến để mọi người ngồi xuống mộ dung khanh ngồi ở chính giữa bên cạnh hắn là lễ thân vương trong bầu không khí vô cùng nghiêm túc này lễ thân vương lại yêu cầu đổi ghế mộ dung khanh thấy thế lập tức hỏi hoàng huynh có chuyện gì thế bổn vương nhận ra ban nãy lương thái phó ngồi chiếc ghế này rồi lễ thân vương tỏ rõ vẻ bực bội vương ra cũng có phần tự phụ quá rồi chiếc ghế bổn quan ngồi rồi thì vương ra không thể ngồi được ư lương thái phó thấy vậy thì không vui lên tiếng lễ thân vương không cảm xúc nói ban nãy khi ngồi ông liên tục đánh mấy cái rắm khi ăn cơm trưa bổn vương và ông ngồi chung một bàn ăn, ta thấy ông ăn rất nhiều đậu. Theo suy đoán thông thường, mấy quả giấm ông thả ra chắc chắn sẽ thối đến mức không tài nào ngửi được. Và lại, đậu còn có công dụng dễ bài tiết, nếu ông đánh giấm quá mạnh có thể sẽ lây sang cả cái ghế. Nghe thấy những lời này của thái tử, một vài quan lại len lén che miệng cười. Trả trách khi nãy bọn họ ngửi thấy một mùi thum thủng giống như mùi thịt thối. Lúc này, gương mặt của Lương Thái Phó đã tức đến mức tái xanh ông ta tức tối sai người mang ghế đến cho mình ngồi, đồng thời cũng chuẩn bị cho lễ thân vương một chiếc ghế khác. Mộ Dung Khanh liếc nhìn lễ thân vương, khẽ bật cười. Hoàng huynh này của hắn thật sự rất biết cách đánh phủ đầu mà. chương 170, hắn ta còn chưa chết đâu. Sau khi hình bộ thượng thư ngồi vào chỗ, hỏi, vừa rồi điện hạ trách móc lão phu nhân, nói bà ta dạy cháu gái không đúng cách, có phải ý chỉ tiểu thư hạ ra không? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? mời thái tử nói ra những gì mình nhìn thấy đột nhiên thái tử nói vừa rồi bản cung đi dạo nói chuyện phiếm với oanh nhiễm gặp hạ thương mai và tôn thiếu ra tây môn hiểu khánh của tấn quốc công phủ dây dưa không dứt ở bên hồ hơn nữa lời nói của hai người đều mang theo xích mích bản cung cho rằng bọn họ xảy ra chuyện không vui nên muốn đến khuyên giải nào ngờ thấy bản cung đến hai người bọn họ lập tức tách ra hạ thương mai vội vàng đi xuống hành lang lượn quanh hồ rồi đến hòn non bộ mà tây môn hiểu khánh thì đi về phía hậu hoa viên Bản cung cho rằng chỉ là cái vã nhỏ nên cũng không nghĩ nhiều, đi dạo một vòng quanh hồ với Oanh Nhiễm xong, chúng ta cũng đi xuống hành lang lượn quanh hồ để đến Hòn Non Bộ phía bên kia ngắm phong cảnh, không ngờ vừa đi đến Hòn Non Bộ bên kia, lại nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, Bản cung và Oanh Nhiễm vội vàng dẫn thị vệ qua đó, đúng lúc nhìn thấy Tây Môn Hiểu Khánh sợ hãi nói với Hạ Thương Mai rằng người này đã chết, nói Hạ Thương Mai đã giết chết hắn ta, nên Bản cung lệnh cho thị vệ áp giải nàng đến đây. Lời này của thái tử khiến mọi người xôn xao, không ngờ tiểu thư hạ ra lại dám giết người. Hình bộ thượng thư nghe lời nói của thái tử xong, sau khi cân nhắc một lát thì hỏi Tây Môn Hiểu Khánh, người nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tên sai vật này thật sự là do hạ thương mai giết chết. Tây Môn Hiểu Khánh vẫn lộ vẻ sợ hãi, hắn ta ấp úng nói ta. Ta không biết, không biết, hình bộ thượng thư nghiêm nghị hỏi, tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo, rốt cuộc bên chỗ hòn non bộ đã xảy ra chuyện gì. Tây môn hiểu khánh lúng túng liếc nhìn hạ thương mai, vẻ mặt như đưa đám giải thích chuyện này. Nàng cũng không phải cố ý, vốn dĩ nàng không muốn giết hắn ta, là hắn ta la hét muốn đi nói cho tướng ra, thương mai mới không thể không ra tay độc ác, ta ngăn cản nàng, nhưng không ngờ nàng lợi dụng khi ta quay người, rút châm đâm vào lông ngực hắn ta. Nàng thật sự không muốn giết hắn ta, chỉ muốn hắn ta im miệng mà thôi. Muốn hắn ta im miệng, Hình bộ thượng thư nhíu mày, tại sao muốn hắn ta im miệng? Hắn ta đã nhìn thấy cái gì? Tây môn hiểu khánh lại phập, một tiếng mà quỳ gối trước mặt mộ dung khanh, giữ chặt vạt áo của mộ dung khanh, vương ra thứ tội. Từ sớm ta và thương mai đã là người tình ta nguyện, vì thế nàng mới không bằng lòng gả cho lương vương, câu xin vương ra tác thành cho chúng ta. Mộ dung khanh khẽ đẩy tay hẳn ta ra, tỏ vẻ ghét bỏ nói, nói chuyện thì nói chuyện, kéo y phục của bản vương làm gì nếu các ngươi đã là người tình ta nguyện, tất nhiên bản vương sẽ tác thành cho các ngươi. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lễ thân vương không vui nói, đừng kéo mấy chuyện không liên quan vào, nói việc chính. Tây môn hiểu khánh tỏ vẻ đau buồn mà quay đầu nhìn thương mai, bẩm vương ra, chuyện là như thế này, thương mai và ta quen nhau từ một năm trước, chúng ta đã sớm lưỡng tình tương duyệt, tự định chung thân. Sau này lương vương muốn lấy thương mai, nàng liều mạng phản kháng, nên ta cho rằng nàng vẫn yêu thương không dứt với ta khi định đến cầu hôn với tướng ra lại nghe thấy tin tức nói hoàng thái hậu muốn hạ chỉ ban hôn cho nàng và nhiếp chính vương vốn cho rằng nàng cũng vẫn sẽ kiên định không gả như trước đó nào ngờ lần này thái độ của nàng hoàn toàn khác với lần trước lại nói với ta rằng không phải nhiếp chính vương thì không gả ta nhất thời tức giận nên tranh cãi đôi câu với nàng ở bên hô đúng lúc nhìn thấy thái tử đến chúng ta không dám nói tiếp nữa bèn hẹn gặp mặt ở phía sau hòn non bộ, đi đến hòn non bộ, chúng ta không thể thiếu việc cãi nhau một trận, trong đó có nhắc đến một số chuyện thân mật trước kia của hai ta, không ngờ lại bị một tên sai vặt đi ngang qua nghe thấy, tên sai vặt nói muốn báo cho tướng ra biết, thương mai sợ người biết sẽ phá hỏng hôn sự của nàng và nhiếp chính vương nên ra tay giết hắn ta, vốn cho rằng nơi kia không có người nào, lại không ngờ vừa ra tay thì thái tử đã đến. Tây môn hiểu khánh kể lại vô cùng rõ ràng, người ở chỗ này nghe thấy, không nhịn được xì xào bàn tán. Bởi vì, thật sự có người trông thấy Hạ Thương Mai và Tây Môn Hiểu Khánh cãi nhau ở bên hồ, sắc mặt hai người cũng không được tốt lắm. Hơn nữa Lương Vương không giống nhiếp chính vương, Hạ Thương Mai từ chối Lương Vương, lại bằng lòng gả cho nhiếp chính vương, là bởi vì Lương Vương chỉ là một người tàn tật, còn là một vương gia nhàn rỗi, không có chút quyền lực gì. Nhưng nhiếp chính vương lại không giống vậy, quyền lớn nắm trong tay, như mặt trời ban trưa, gả cho hắn cũng đồng nghĩa với việc chờ làm hoàng hậu ai có thể không bị hấp dẫn. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, đi xem cây châm ở ngực người chết. Hình bộ thượng thư chắp tay, sai người dẫn lão phu nhân tiến lên xem xét. Lão phu nhân liếc mắt nhìn, chỉ có thể nói, không sai, là của thương mai. Hình bộ thượng thư nhìn thương mai, nhân chứng vật chứng đều đủ, người có lời gì muốn nói. Hình bộ thượng thư từng tra vô số vụ án, tất nhiên nhìn ra được điều không tâm thường trong vụ án này, thái tử đứng ra chỉ tội hạ thương mai, hơn nữa còn nói là tận mắt nhìn thấy hắn ta chỉ có thể thẩm tra xử lý thương mai còn chưa lên tiếng lễ thân vương đã nói từ từ đã hẳn là thái phó đại nhân đã tận mắt nhìn thấy quá trình của vụ án này không bằng hỏi thái phó trước xem sao tất cả mọi người nhìn lương thái phó âm thầm nghi hoặc vì sao ông ta lại tận mắt nhìn thấy lương thái phó khẽ giật mình cứ gì vương ra lại nói lời này lễ thân vương nói vừa rồi thái phó đại nhân đi tìm nhà xí bên trong nhà xí có người, sau đó đại nhân ngồi xổm trên bãi cỏ phía sau nhà xí, mà nơi đại nhân ngồi xổm vừa vặn có thể nhìn thấy hòn giả sơn ở đối diện, góc độ rất tốt, có thể thấy tất cả. Ngươi, sắc mặt thái phó đổi thành màu gan heo, cắn răng nghiến lợi nói, e rằng vương ra nhìn nhầm người rồi. Bản quan không thể nào ngồi xổm ở trên mặt cỏ. Trên mặt lễ thân vương không có biểu cảm gì, nhìn nhầm cũng sẽ không nghe nhầm, người trong nhà xí là bản vương, bản vương cũng ăn nhiều hạt đậu, mùi thối mà ngươi thả rắm ra kia có một phần công lao là của bản vương còn cay mắt hơn là buổi sáng bản vương còn ăn khoai lang thái phó kinh ngạc nhìn hắn nghe người bên cạnh bật cười thành tiếng trong lòng âm thầm thề sau này hễ bữa tiệc gì chỉ cần lễ thân vương ở đó ông ta sẽ không đến cho dù bản quan ngồi xổm bản quan cũng không quay về phía hòn giả sơn kia lễ thân vương lắc đầu vì sao thái phó nói dối rõ ràng người quay về phía hòn giả sơn kia, bổn vương còn đứng ở sau lưng người cách đó không xa, cũng nhìn thấy hòn giả sơn kia. Lương Thái Phó đứng bật dậy, tại sao người phải đi qua? Người nhìn thấy bản quan ngồi xổm trên mặt cỏ, vì sao người còn muốn đi qua? Lễ thân vương không hài lòng nhìn ông ta, ai biết người ngồi xổm trên mặt cỏ làm cái gì? Người lại không dựng tấm biển nói người đang đi, mặc dù trong lòng bản vương đoán được phần nào, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy, không thể chắc chắn, trong lòng bản vương không thoải mái. Sau khi đi qua, thấy ngươi nhìn chằm chằm hòn giả sơn bên kia, bản vương cũng nhìn thử xem, mắt của ngươi vẫn luôn tốt hơn bản vương, bản vương còn có thể nhìn thấy rõ ràng, vì sao ngươi lại không nhìn thấy rõ ràng. Ngươi cũng không phải thôi quý phi về già hoa mắt, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hình bộ thượng thư ngẩn ra, nói cách khác, vương gia cũng nhìn thấy bên kia đã xảy ra chuyện gì. Vậy là ai ra tay giết người? lễ thân vương nhàn nhạt quét mắt nhìn hình bộ thượng thư lại nhìn thái tử và tây môn hiểu khánh đang căng thẳng chỉ vào thương mai nói nàng giết chính là nàng bản cung đoán không sai thái tử thở phào nhẹ nhõm vội vàng hô lên lễ thân vương cau mày nói bản vương còn chưa nói xong thái tử cuống cái gì bản vương muốn nói là nàng giết người hay không chẳng phải hỏi người trong cuộc là biết sao người này chỉ bị sốc người còn chưa chết hẳn đâu Chương 171, tên sai và tỉnh lại. Mọi người nghe thấy lời ấy thì đều giật nảy mình. Mộ Dung Khanh nói với Thương Mai, còn không mau đứng dậy cứu người. Thương Mai nhìn Lễ Thân Vương bằng ánh mắt phức tạp, bị sốc. Nếu như trí nhớ của cô không bị rối loạn, vừa rồi hắn nói hai chữ bị sốc. Bị sốc, không phải từ dùng trong trung y. Hơn nữa, vừa rồi nghe hắn phân tích cái gì mà góc độ vị trí luôn cảm thấy mấy chữ này do một vị vương gia cổ đại nói ra hơi kỳ lạ. Nhưng, cô lại cảm thấy suy đoán của mình hơi hoang đường. Bây giờ cũng không phải lúc nghiên cứu kỹ vấn đề này. Trước mắt mọi người, thương mai tiến lên rút cây châm trên ngực của tên sai vặt gác cổng. Sau khi cây châm bị rút ra, máu tươi tràn ra, thương mai đã chuẩn bị khăn tay từ sớm, ấn xuống. Vết thương không lớn, cũng không đâm trúng vị trí trái tim, có thể nhìn ra, người ra tay ngoài việc không có nhiều hiểu biết, cũng tuyệt không phải là người có võ công, bởi vì cây châm không bị đâm xuyên qua xương, chỉ bị thương ra thịt mà thôi. Hình bộ thượng thư bước lên trước kiểm tra, nhưng cũng không làm chậm chế thương mai chữa trị. Trước đó thương mai tiến hành kích điện cho hắn ta, để hắn ta tỉnh lại từ trong trạng thái bị sốc, nhưng lại đang tức giận, nên châm vào vân môn, trung phủ để hắn ta không cách nào cử động, ngay cả mí mắt cũng không thể mở ra, nhưng ý thức của hắn ta vẫn tỉnh táo, có thể nghe thấy mọi người nói chuyện rõ ràng. Bây giờ thương mai lại châm vào huyệt nhân chung, huyệt bách hội, thông kinh mạch cho hắn ta, thương mai nói, lát nữa hắn ta sẽ tỉnh lại. Cùng lúc đó, hình bộ thượng thư cũng kiểm tra xong, nói có dấu vết cho thấy hắn ta từng giấy ruộng, móng tay từng cào lên trên mặt đá, hai chân đạp đất, mọi người có thể nhìn móng tay, đầu giày và gót giày của hắn ta, đều có dấu vết ma sát. Mọi người nhìn sang, quả nhiên trông thấy móng tay của hắn ta bị hư hại, trong đó còn có hai ba móng nhiễm vết máu, Đầu giày và gót giày cũng bị mài mòn, hẳn là đạp đất hoặc trống lên hòn non bộ mà ra. Điều này chứng tỏ có người bóp cổ hắn ta. Sắc mặt Tây Môn Hiểu Khánh xám xịt, hắn ta lặng lẽ lui vào bên trong đám người, muốn lén chạy đi. Nhưng Trần Loan Loan đã giơ tay nắm chặt cổ áo hắn ta, dám chạy ta sẽ bẻ hai chân để lên đỉnh đầu ngươi. Nhị phu nhân Tây Môn là Lương thị thấy con trai bị Trần Loan Loan tóm chặt, dưới tình thế cấp bách, Hung ác quát lớn, cái đầu nha đầu lỗ mãng nhà ngươi, buông hẳn ra, dám làm hắn bị thương ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngay lập tức, Như Thiên binh giáng xuống, 12 người đàn ông mặc trang phục giống nhau xuất hiện trước mặt Lương thị, phảng phất như một tấm bình phong, chặn ngang khiến Lương thị phải liên tục lùi về phía sau. Trên mặt mỗi người đều toát vẻ hung ác, Lương thị cũng là người đanh đá, không sợ chút nào, xông về phía lão thái quân hô lên, Trần Thái quân, ngươi nhìn người của Trần phủ ngươi đi, là muốn ăn người ta sao? lão thái quân vẫn ngồi vững như thái sơn, ngay cả lông mày cũng không nhấc, hút tẩu thuốc rồi lạnh lùng nói, người cũng có lòng muốn giết cháu gái của ta, bọn họ ăn ngươi thì có gì kỳ lạ chứ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả lão già ta cũng muốn gặm ngươi. Đúng như lời mộ dung khanh nói, Trần Loan Loan là hòn ngọc quý trên tay Trần Phủ, là người nằm ở đầu quả tim của lão thái quân, sao có thể cho phép người nào ác ý bắt nạt nửa phần chứ. Lương thị giận dữ, người là đang bao che khuyết điểm. Trần gia luôn bao che khuyết điểm, bây giờ ngươi mới biết sao. Lão Thái Quân thản nhiên phun khói, mái tóc màu bạc phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đầu ngón tay khẽ gẩy một chút tàn thuốc, vô lại không nói lên lời. Vương gia, ngài luôn coi trọng phép tắc, chẳng lẽ ngài cũng không quản sao? Lương thị bị huynh đệ Trần gia ép phải lùi về phía sau thêm hai bước, vội vàng the thế nói với lễ thân vương. Lễ thân vương suy nghĩ, sau đó ôn hòa nhã nhận nói quản cái gì, bọn họ muốn ra tay đánh người. Lễ thân vương liếc nhìn huynh đệ nhà họ Trần, lại hỏi hình bộ thượng thư, người đánh người thì sẽ luận tội như thế nào? Bẩm vương ra, nhìn vết thương mà luận tội. Lễ thân vương gật đầu, ừ, bản vương cũng biết rồi, nhưng người quản lý hình bộ, bản vương phải hỏi ngươi một chút, như vậy đi, nếu như 12 người bọn họ ra tay đánh ngươi, bản vương sẽ đốc thúc hình bộ thượng thư dựa theo vết thương mà luận tội, không có người nào đánh người mà có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật, bản vương cam đoan với ngươi. Lương thị nhìn những người hung ác này, nếu như 12 người này cùng tiến lên đánh bà ta, dù xử tử từng người cũng vô dụng. Mộ dung tráng tráng buông tay xuống, cảm thấy rất bất đắc dĩ, hễ lão tam có mặt, chuyện gì cũng dễ dàng bị trạch hướng. Nhưng nàng lại nhìn thấy, khi thương mai châm cứu cho tên sai vặt, còn ghé đầu qua nói nhỏ gì đó bên tai tên sai vặt. Mộ dung tráng tráng lập tức hiểu ra, lão tam là đang yểm trợ giúp đỡ thương mai. Vậy cũng thật kỳ lạ, lão tam này là người lý lẽ cứng ngắc, chưa từng nghe thấy hắn sẽ thiên vị bất kỳ kẻ nào. Trước đây có thẩm tra xử lý một vụ án chặt ngón tay hủy dung, cũng là vì không phù hợp với luật pháp nên hắn mới đứng ra. Nàng rất chắc chắn, nếu như lúc ấy Nguyệt Nhung phu nhân có lý, còn có chứng cứ, nhất định hắn sẽ đứng về phía Nguyệt Nhung phu nhân. Nhưng mà, bây giờ hắn lại hiểm trợ cho thương mai. Là lão thất chỉ thị hắn làm sao? Mộ dung tráng tráng nhìn về phía mộ dung khanh, lại phát hiện vị kia lại càng không thèm để ý, hẳn vẫn trước sau như một mà lười biếng ngồi trên ghế, ánh mắt thản nhiên ngắm nhìn hoa cỏ bên ngoài, tựa như cô gái bị người ta vu oan giết người kia vốn không phải là vị hôn thê của hắn. Mà bên kia, tên sai vặt gác cổng đã tỉnh lại. Thái tử và hạ oanh nhiễm nhìn nhau, vẻ mặt đều mang theo khiếp sợ, thái tử lạnh lùng lui ra sau một bước, lạnh nhạt liếc nhìn hạ oanh nhiễm, tựa như đang trách móc nàng ta làm chuyện này không chắc chắn. Hảo anh nhiếm cũng không ngờ tây môn hiểu khánh này sẽ sơ ý như vậy, ngay cả người chết hay chưa cũng không biết, bây giờ thấy thái tử tức giận, nàng ta cũng ôm một cuộc tức. Thương mai đỡ tên sai vặt gác cổng ngồi xuống, hình bộ thượng thư cũng ngồi xổm xuống hỏi, người tên là gì? Tên sai vặt gác cổng vấn rất yếu, nhưng miễn cưỡng có thể quỳ xuống trả lời, bấm đại nhân, tiểu nhân tên là Quế Viên. Quế Viên, là ai làm người bị thương? Hình bộ thượng thư hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tên sai vặt gác cổng, sắc mặt tên sai vặt vô cùng tái nhợt, bờ môi cũng khẽ run rẩy, hắn ta không nhìn Thương Mai, nhưng lại nghĩ đến câu nói cô vừa ghé vào tai hắn ta nói kia. Cô nói, chỉ cần nói là quên hết hoặc là không biết. Hắn ta biết ý định của đại tiểu thư, cô không hy vọng hắn ta chỉ tội tây môn hiểu khánh, bởi vì, sau này tây môn hiểu nguyệt sẽ là đương gia chủ mẫu, nếu như chỉ tội tây môn hiểu khánh, hắn ta sẽ bị trả thù hắn ta dập đầu, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ vào Tây Môn Hiểu Khánh, cắn răng nói, là Tây Môn Công Tử. Đám người lập tức phát ra tiếng xì xầm, mặc dù mọi người đã đoán được Tây Môn Hiểu Khánh này có lòng hãm hại hạ thương mai, nhưng không ngờ hắn ta lại chính là hung thủ. Đây đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Lão phu nhân châm giọng nói, người nói rõ ràng ra xem. Có phải hắn ta và đại tiểu thư tranh cãi ở hòn giả sơn kia, bị ngươi nghe thấy, nên đại tiểu thư bảo hắn ta ra tay. Lời này của lão phu nhân đúng thật có chút không biết xấu hổ, nhưng bà ta hết cách rồi, nếu như hôm nay hỏi tội Tây Môn Hiểu Khánh, tất cả những gì bọn họ vất vả mưu tính đều sẽ đổ sông đổ biển. Tây Môn Hiểu Khánh là cháu trai mà Tấn Quốc Công rất coi trọng, hôm nay bị đánh ngã, dù nói không có liên quan gì đến bọn họ, nhưng món nợ này rồi cũng sẽ tính cả lên đầu tướng phủ mà thôi. Vì thế, lão phu nhân dùng thân phận cưỡng bức dẫn đường tên sai vặt, để hắn ta khai theo lời của mình, nếu như hắn ta nói theo như vậy, Hạ Thương Mai vẫn là chủ mưu, mặc dù Tây Môn Hiểu Khánh cũng bị hỏi tội, nhưng tội danh sẽ nhẹ hơn. Rõ ràng tên sai vật gác cổng quế viên bị lão phu nhân dọa sợ, không có một hạ nhân nào trong phủ không sợ hãi lão phu nhân, loại tâm lý sợ hãi này là góp nhặt từng ngày, cho dù bây giờ lão phu nhân ngã trên mặt đất, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. chương 172, Cha ra manh mối Mộ Dung Khanh nghe thấy lời nói của lão phu nhân, cười lạnh, ồ, thì ra lão phu nhân mới là người biết chuyện. Lão phu nhân đã không thèm đếm xỉa đến điều gì rồi, chỉ coi như không nghe thấy lời mộ dung khanh nói, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm tên sai vặt quế viên, cơ mặt run dày, lộ ra cực kỳ dữ tợn, nói, có phải như vậy không? Quế viên bị dọa sợ hãi, hai môi run lẩy bẩy, tất cả mọi người đều đang chờ hắn ta nói. Dù hắn ta nói là phải hay là không phải, vẫn không rửa sạch được tình cảm ám muội của Thương Mai và Tây Môn Hiểu Khánh này. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Quế Viên lên tiếng, bởi vì sợ hãi mà giọng nói bị biến đổi, bẩm đại nhân, bẩm lão phu nhân, nô tài không nghe thấy cái gì, nô tài vốn là người gác cổng, hôm nay trong phủ có tiệc cưới, quản gia điêu nô tài đến hầu hạ khách khứa, sau đó Tây Môn Công Tử đi vào, sai nô tài cùng hắn ta chuyển ít đồ đến hậu hoa viên, nô tài thấy Tây Môn Công Tử là khách quý của tướng phủ nên đi cùng, đến hậu hoa viên rồi, công tử lại không đi vào, mà đi dọc quanh hồ đến hòn giả sơn, đến hòn giả sơn rồi. Bỗng nhiên tây môn công tử ra tay bóp cổ nô tài. Quế viên sắp không nói được thành lời, giọng nói run cực kỳ, khi ở hòn giả sơn, hắn ta thật sự cho rằng mình chết chắc rồi. Cơ thể của hắn ta khá là yếu ớt, không cách nào chống lại, khi bị bóp cổ, hắn ta chỉ có thể chống cự một chút, lại không cách nào tránh thoát. Nhưng mà hẳn ta cũng biết, cho dù giây phút đó có thể tránh thoát, hắn ta vẫn sẽ chết, làm một nô tài, tính mạng như cỏ rác. Lời khai của hắn ta, tẩy sạch hiểm nghi cho thương mai, cũng không ai nghi ngờ cô và Tây môn hiểu khánh có cái gì gọi là tự định chung thân. Như vậy, là hắn ta lấy châm đâm ngươi, hình bộ thượng thư hỏi. Nô tài không biết, lúc ấy nô tài đã hôn mê rồi. Quế viên nói, cơ thể lão phu nhân không ngừng run rẩy, bờ môi cũng run rẩy dữ dội thoạt nhìn cũng không khác gì Quế Viên. Quế Viên sợ hãi, bà ta cũng sợ hãi, nhưng nhiều hơn cả là tức giận. Chuyện ngày hôm nay, bà ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, nếu như biết chuyện trong đó, chắc chắn sẽ ngăn cản, đây được coi là mưu kế gì chứ. Quả thật là lỗ hồng trồng chất, ngay cả giết người cũng không thể giết chết hẳn, lại còn muốn kéo hạ thương mai vào. Quả thật là hồ đô. Hạ oanh nhiễm lại lao ra, chỉ vào Quế Viên tức giận nói, người nói láo, Rõ ràng cây châm này là của Hạ Thương Mai, ngươi lại giấu giếm cho nàng ta, ngươi nói đi, có phải ngươi sợ sau này nàng ta trả thù? Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, ta có thể bảo vệ bình an cho ngươi. Lời này, một câu mà hai ý, một là cảnh cáo Quế Viên, nếu như ngươi ngoan ngoãn chỉ tội Hạ Thương Mai, vậy có thể bảo vệ bình an cho mình, nếu không. Nhưng mà, sau khi Quế Viên nói ra những lời này, cả người lại bình tĩnh hơn nhiều. Đã đi qua một vòng tử môn quan, sợ cái gì chứ? Cái mạng này cũng là đại tiểu thư nhặt về, cùng lắm thì lại chết một lần. Thương Mai nhìn Hạ Oanh Nhiễm, lạnh lùng nói, "Sự thật. Cái gì gọi là sự thật? Là ta trước tiên để Tây Môn Hiểu Khánh ra tay với hắn ta, sau đó cố ý giữ lại một hơi thở cho hắn ta, chờ hắn ta tỉnh lại vô cáo hãm hại tình lang của ta như bây giờ, sau đó thuận lợi gả cho vương gia làm nhiếp chính vương phi. Nếu như đây là chân tướng mà các người muốn vui vẻ là được rồi, hà cớ gì làm khó một tên sai vặt. Hạ oanh nhiễm nghẹn lời, nhưng lập tức chỉ vào cây châm hỏi, vậy cây châm này là như thế nào? Không loại trừ khả năng là trước tiên tây môn công tử bóp cổ hắn ta, sau đó khi hắn ta ngất đi, người lấy châm đâm hắn ta, cho rằng như vậy có thể giết chết hắn ta. Thương Mai cười lạnh, đầu tiên, hôm nay hạ chí uyển mà ta ở không có người nào, ai muốn vào trong câm ít đồ của ta, quả thật là dễ như lấy đồ trong túi, hơn nữa, cô nhìn về phía lễ thân vương, vương gia, hôm nay ngài nhìn chằm chằm vào cây châm của thần nữ, xin hỏi, có phải là cây này không? Khuôn mặt tuấn tú của lễ thân vương co rúm, nói, không phải, là một cây châm bạc, không biết là khảm nạm thứ quỷ quái gì, cái thứ khảm nạm kia rơi mất, bản vương nhìn thì thấy rất khó chịu, đáng chết, trước kia cây châm đó của ngươi khảm thứ gì? Khó khăn lắm bản vương mới quên được chuyện này, bây giờ nhắc lại, trong lòng cực kỳ bứt rứt. Thương Mai nói, thần nữ cũng không biết, khi lão phu nhân ban thưởng cho ta cây châm này thì nó đã như vậy rồi. Lễ thân vương cau mày, xoắn suýt không yên, nét mặt như bị táo bón. Hắn nhìn về phía lão phu nhân, muốn hỏi thăm lão phu nhân, lão phu nhân lại quay đầu không nhìn lễ thân vương, rõ ràng là không muốn xoắn suýt trong việc cây châm không có châu báu này. Lễ thân vương rất tức giận, hừ một tiếng, tất cả mọi người nhìn lão phu nhân, ban thưởng đồ trang sức cho cháu gái của mình, vậy mà thưởng một cây châm không có đá quý, xem ra, người ngoài nói lão phu nhân canh nhiệt thiếu tình cảm là một chút cũng không nói sai. Hình bộ thượng thư nghe thấy lời của lễ thân vương, liếc nhìn hạ oanh nhiễm, trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, hôm nay là ngày đại hôn của cháu gái Trần Quốc Công, không thích hợp tuyên án ở chỗ này, nên nói chuyện này đã cơ bản tra ra manh mối rồi, hôm nay là tiệc cưới của thừa tướng, đã quấy rầy nhã hứng của mọi người. Chuyện còn lại để về nha môn lại điều tra xử lý người đâu, áp giải Tây Môn Hiểu Khánh tạm thời giam giữ tại Đại Lao Hình Bộ, ngày mai bản quan lại thẩm tra. Sắc mặt Tây Môn Hiểu Khánh trắng bệch, hai chân mềm nhún, lại xuyên qua đám người nhìn phụ mẫu của mình, phụ thân, mẫu thân, cứu con. Lương thị nóng ruột muốn sông lên, nhưng huynh đệ nhà họ Trần cùng nhau áp sát, bà ta bất đắc dĩ lùi về sau một bước, chờ mắt nhìn Tây Môn Hiểu Khánh bị người ta mang đi. Hình bộ thượng thư đi đến trước mặt lễ thân vương và lương thái phó, vương gia, đại nhân, ngày mai vẫn phải làm phiên hai vị đến hình bộ một chuyến, nói ra chuyện mà các ngươi nhìn thấy, để lời khai của chúng ta càng thêm chắc chắn. Ừ, lễ thân vương nhàn nhạt trả lời một tiếng. Lương Thái Phó thì qua loa phất tay, được rồi. Sau khi hai người đồng ý, hình bộ thượng thư mới đi đến trước mặt Thái Tử, Điện Hạ từng nhìn thấy hiện trường, cũng làm phiên Thái Tử Điện Hạ ngày mai đến hình bộ một chuyến. Nếu hỏi Thái Tử lời này trước, chắc chắn Thái Tử không đi, nhưng hình bộ thượng thư lại hỏi lễ thân vương và lương thái phó trước, hai người cũng đều đi, tất nhiên hắn ta khó lòng nói không đi, bản cung sẽ đi. Hắn ta quay sang nhìn hạ oanh nhiễm, sắc mặt lạnh như băng quay người rời đi. Trong lòng hạ oanh nhiễm quính lên, đuổi theo. Hạ thừa tướng đỡ cơ thể lung lay sắp đổ của lão phu nhân, lão phu nhân gần như là cắn nát răng, khó khăn quay người, bà ta biết ngày mai đưa chuyện ngày hôm nay này lên công đường hình bộ thì sẽ không thể thay đổi được nữa, hình bộ thượng thư là một người công chính nghiêm minh, mềm không được mà cứng cũng không xong. Cho dù thái tử lấy thân phận ra ngăn cản, cũng sẽ không có tác dụng. Hơn nữa, còn có lễ thân vương, hắn cũng sẽ không cho phép vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, nhớ đến cách làm đâu ra đấy kia của hắn, trong lòng bà ta tức giật, mấy lần đều có hắn dính vào, nhìn như vô tình, nhưng ai biết đằng sau có người xúi dục hắn không. Mắt thấy Tây Môn Hiểu Nguyệt vừa gả đến, một đường đệ lại xảy ra chuyện, tấn quốc công bên kia có thể bỏ qua sao? Bà ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, phương pháp này là hạ oanh nhiễm và lương thị nghĩ ra, nhưng mà, lương thị sẽ đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu tướng phủ. Mọi người dần dần tản ra, bởi vì tiệc tối mới là tiệc chính, nên tất cả mọi người đều không rời đi, mà tản ra làm chuyện của riêng mình. Mộ dung tráng tráng gọi lễ thân vương lại, lão tam, chờ một chút lễ thân vương quay đầu nhìn mộ dung tráng tráng, tiểu cô cô, có gì dặn dò. Mộ dung tráng tráng nhìn hắn, vậy mà ngươi lại có lòng thiên vị thương mai. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Tráng tráng cũng không phải đang hỏi tội, chỉ là rất tò mò mà thôi. chương 173, vẫn không thể chọc vào hắn. Lễ thân vương thản nhiên nhìn nàng, nhíu mày, không hề. Có, ta hiểu ngươi rất rõ, mặc dù ngươi ngay thẳng nhưng sẽ không nói lời thô tục trước mặt nhiều người như vậy, nhưng ngươi lại cố ý nói chuyện lương thái phó tiêu chảy, lương thái phó này tự cho mình là thanh cao, nho nhã, chắc chắn sẽ không thảo luận những chuyện đánh giám đi vệ sinh này với ngươi, lại cũng không muốn ngươi tiếp tục đề tài này, vì vậy ông ta lựa chọn im miệng, ngay từ đầu ông ta không tranh luận với ngươi, sau này mất đi cơ hội. Ngươi nói ngươi nhìn thấy chuyện bên kia, thật ra ngươi không hề nhìn thấy, ngươi cũng không ở trong nhà xí, ngươi chỉ là cẩn thận đề phòng lương thái phó, vì vậy âm thầm theo dõi, ngươi thấy vị trí lương thái phó ngồi đối diện với hòn non bộ, thế là ngươi phỏng đoán lương thái phó nhìn thấy, phải không? Bởi vì lúc sau ngươi cũng không nói rốt cuộc mình đã nhìn thấy cái gì, chỉ là đe dọa thái tử và tây môn hiểu khánh, ngươi nói ngươi nhìn thấy, tây môn hiểu khánh lập tức run chân. Mộ dung tráng tráng vừa nói vừa nhìn lễ thân vương, nàng lại nói có lẽ thật ra lương thái phó cũng chưa chắc đã nhìn thấy, nhưng ngươi nói chắc như đinh đóng cột rằng ngươi đứng sau lưng ông ta mà vẫn nhìn thấy, nếu ông ta nói không nhìn thấy, sẽ bị người ta nghi ngờ ông ta thiên vị Tây Môn Hiểu Khánh, ông ta cũng không dám tranh luận, sợ ngươi nói một số lời thô tục gây hại đến thể diện của ông ta, vì vậy, thật ra tối nay Lương Thái Phó rất vô tội. Lễ thân vương cao mày, sức tưởng tượng của tiểu cô cô quả thật vô cùng phong phú, nhưng mà, không phải như lời ngươi nói. Còn nữa, người cố ý quấy rối lương thị, che giấu giúp Thương Mai để Thương Mai có thể nói chuyện với tên sai vặt kia, tất cả mọi chuyện đủ để chứng minh, tối nay ngươi quả thật đang giúp Thương Mai. Lễ thân vương mặt không đổi sắc nhìn nàng, không có. Ngươi nói cho ta biết, là ai bảo ngươi giúp Thương Mai. Nếu như ngươi bằng lòng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết trên châm cài tóc của Thương Mai thiếu thứ gì. Mộ dung tráng tráng biết điểm yếu của hắn. Sắc mặt lễ thân vương khẽ xâm lại, cắn răng nói, bản vương không muốn biết thật sao thứ bị thiếu rốt cuộc là phỉ thúy hay hồng ngọc lại cũng có thể là kim cương bằng không cũng có thể là một hạt san hô đỏ mộ dung tráng tráng đắc ý nhìn sắc mặt của hắn lễ thân vương nhìn cũng không thèm nhìn mộ dung tráng tráng nữa xoay người rời đi nhưng vừa đi được vài bước bỗng nhiên hắn xoay người rảo bước quay về đáng chết là vị ở hàn sơn kia tráng tráng a lên khiếp sợ nhìn hắn cái gì hoàng tổ mẫu nếu không ngươi cho rằng ai có thể sai bảo bản vương. Tốt nhất hạ thương mai này vô tội, nếu không bản vương chính là người đầu tiên giết bà. Lễ thân vương gắt gỏng nói. Tráng tráng quá mức khiếp sợ, cái cầm cũng sắp rớt xuống rồi, không ngờ hoàng tổ mẫu lại bảo lão tam làm như vậy, nhưng tại sao hoàng tổ mẫu lại phải làm như vậy? Những năm này, người và a cô ở trên Hàn Sơn đã mặc kệ chuyện nơi trần thế rồi. Hơn nữa, tại sao người lại đến tìm lão tam chứ không tìm nàng chứ? dù gì nàng cũng là đại trường công chúa. Nhưng mà, mộ dung tráng tráng nhìn khuôn mặt tuấn tú của lễ thân vương nhân lại y như dưa muối, quả thật, hắn làm vẫn hợp hơn, bất kỳ ai trong chiều, dù là hoàng hậu cũng đều sợ khuôn mặt kia. Trên châm cài tóc của thương mai là hồng ngọc, mộ dung tráng tráng nhìn thấy dáng vẻ muốn nổi bão của hắn, vội vàng nói. Lễ thân vương thở dài một hơi, dường như để khó khăn treo ở trong lòng rất lâu, cuối cùng đã có lời giải, hóa ra là hồng ngọc, Bản Vương cũng từng đoán là hồng ngọc rồi, kỹ thuật của bản triều, bình thường dùng để khảm nạm trang sức bạc, không phải phỉ thúy thì chính là hồng ngọc. Hắn hài lòng xoay người, tiểu cô cô từ từ uống rượu mừng, "Bản Vương đi." Mộ Dung tráng tráng khẽ giật mình, "Bây giờ ngươi đã đi rồi sao? Chỉ sợ chuyện này vẫn chưa xong đâu." Bản Vương mặc kệ, "Hôm nay là ngày mùng 3 đầu tháng, ngày mùng 3, 13, 23 mỗi tháng bản Vương phải mang a kim ra ngoài bơi lội." người mặc kệ dặn dò của hoàng tổ mẫu sao, mộ dung tráng tráng bước lên giữ chặt cánh tay hắn hỏi. Lễ thân vương đẩy tay nàng ra, bản vương chỉ đồng ý với hoàng tổ mẫu là giúp nàng hai lần, khi nàng nói ra chuyện lớn mới giúp, nhưng bản vương cảm thấy bây giờ lợi dụng chuyện không lớn lắm mà giúp trước, miễn cho sau này thật sự xảy ra sai lầm khiến bản vương phải tốn công tốn sức. Hơn nữa, đừng cho rằng hạ thương mai ngu ngốc, không phải A Khanh vẫn đang ở đây sao? Có con cáo già như hắn nhìn chăm chú, hạ thương mai sẽ không bị thiệt thòi vì ở hàn sơn kia chỉ là sợ hắn vướng bởi thân phận nhiếp chính vương mà không tiện ra tay nên mới để bản vương đến nếu như tướng phủ còn tích cực chắc chắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn nói xong lại thản nhiên rời đi mộ dung tráng tráng cảm thấy hắn thật sự rất gian xảo hoàng tổ mẫu bảo hắn sau này xảy ra chuyện lớn gì mới giúp hắn thì hay rồi tùy tiện giúp hai việc nhỏ đã coi như hoàn thành dặn dò của hoàng tổ mẫu nhưng mà trong lòng nàng rất phấn khởi trước đó từng nói với lão nhị, có thể hoàng tổ mẫu sẽ lén chú ý chuyện trong chiều, quả nhiên là vậy. Mộ dung khanh để tiêu thác mang quế viên đi, sau đó gọi thương mai đến. Vương ra, thương mai đi đến, thật ra cô có khả năng hóa giải việc này, chỉ là sẽ hơi chắc trở một chút, không ngờ lễ thân vương lại ra tay giúp đỡ, chuyện này mới giải quyết thuận lợi như vậy, cũng may mà có hắn. Trong lòng thương mai cảm kích lễ thân vương, nhưng lại không biết đêm nay hắn giúp cô là vì tránh cho sau này phải giúp cô chuyện lớn. Mộ Dung Khanh vẫn ngồi trên ghế thái sư, vừa rồi, Tây Môn Hiểu Khánh này nói trước đây các ngươi tâm đầu ý hợp. Thương Mai gật đầu, hắn ta nói như vậy. Thật sao, Mộ Dung Khanh kinh ngạc hỏi, sắc mắt đã hơi châm xuống. Phương ra tin, Thương Mai thấy tức giận tụ nơi đáy mắt hắn, lập tức nghiêm túc. Mộ Dung Khanh nhìn cô chầm chầm, chậm rãi lắc đầu, không tin, Chuyện này là không thể nào, mặc dù Tây Môn Hiểu Khánh này hèn hạ, nhưng mắt không mù, là một chàng trai bình thường, sao lại tâm đầu ý hợp với cô gái như nàng chứ? Không thể nào nói nổi. Nói xong, hắn hết cầm kiêu ngạo, chân dài đá về phía trước, lùi ra sau một chút, để bản vương nhìn cho rõ ràng. Vừa rồi Thương Mai còn tưởng hắn thật sự nghi ngờ giữa cô và Tây Môn Hiểu Khánh có cái gì, không ngờ lại là thay đổi phương pháp chế nhạo cô, tức giận nói, nhìn cái gì chứ? nhìn nữa cũng là dáng vẻ này người nào mắt mù mới sẽ để ý đến ta mộ dung khanh gật đầu rất là vui mừng nói nàng tự mình hiểu lấy bản vương rất vui mừng tiếp tục giữ vững tinh thần khiêm tốn này thương mai cảm thấy chán mình gạch đầy vạch đen rồi nhưng mà bây giờ cô còn có những chuyện khác muốn hỏi hắn thôi không tính toán với hắn nữa vương ra có phải trước kia lễ thân vương bị thương sau khi bị thương thì tính tình bỗng nhiên thay đổi lớn bị thương Tính tình thay đổi lớn, mộ dung khanh suy nghĩ, gật đầu thật sự là có chuyện nàng vừa nói. Chuyện xảy ra khi nào, trái tim thương mai có rút, mong đợi nhìn hắn. Mộ dung khanh nói là chuyện của mấy tháng trước, con chó đại kim hắn nuôi không biết bị nổi điên gì, xô so hắn ngã trên mặt đất, chán bên trái bị thương, vậy mà hắn không la hét muốn đập nốt chán bên phải mình cho bị thương nốt, thật sự rất kỳ lạ, trước kia hắn không thể nào tiếp nhận chuyện chỉ bị thương một bên. Thương mai cạn lời nhìn bóng lưng cường tráng của mộ dung khanh rời đi, cô cúi đầu mắng, ta đúng là bị mù rồi, trước kia lại cho rằng ngươi là người kiêu ngạo thế nào, hóa ra cũng là đồ lưu manh. Bản vương nghe thấy, ngứa ra rồi sao? Từ nơi xa chuyên đến tiếng nói nhẹ nhàng mà rất có uy hiếp của hắn, thương mai lập tức tiêu nghỉu. Cô vẫn không thể chọc vào hắn. chương 174, bàn bạc sau đó. Sau khi Tây Môn Hiểu Khánh bị mang đi, Lương Thị rất tức giận, lập tức đến tân phòng khóc lóc kể lể chuyện này cho Tây Môn Hiểu Nguyệt. Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng đã mơ hồ biết chuyện xảy ra bên ngoài, sai nha hoàn hồi môn ra ngoài dò hỏi được một số tin tức, nhưng cũng chỉ là lẻ tẻ, không được toàn diện. Bây giờ nghe Lương thị khóc lóc kể lể, không nhịn được cau mày nói, vừa rồi ta cũng đã nói, hôm nay đừng có gây chuyện, hôm nay là ngày vui đại hôn của ta, thấy máu, rất không may mắn. Hơn nữa, còn khiến người của mình bị giam vào đại lao hạ thương mai lại không tổn hại chút nào, thật sự là thiệt càng thêm thiệt. Lương thị nghe thấy trong giọng điệu của nàng ta mang theo trách móc, cũng tức giận, người nói lời này cũng thật nhẹ nhàng, giống như không liên quan đến người vậy, người cũng chỉ là giả vờ đùn đây mà thôi, cũng không biết trong lòng muốn dạy dỗ hạ thương mai nhiều thế nào đâu, nếu không cũng sẽ không gọi hạ oanh nhiễm đến giúp chúng ta, bây giờ thua rồi, người muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Việc này thành công, người nào được lợi, còn không phải là người sao? tây môn hiểu nguyệt thấy bà ta tức giận cũng xuống nước nhị thẩm ta không có ý này ta biết ngươi là đang ra mặt giúp ta vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ ngày mai hình bộ vẫn thẩm tra xử lý nếu hình bộ gửi cho kinh triệu doán cũng vẫn có thể dàn xếp một chút lương thị biết cách làm người của nàng ta cũng lời phân rõ với nàng ta chỉ âu sầu lo lắng cho con trai của mình tây môn hiểu nguyệt nhớ đến bây giờ liên thị được phong làm huyện chúa sau lưng hạ thương mai có nhiếp chính vương nếu như không nhanh chóng xử lý cô, ngày sau mình thật sự ngay cả chỗ đứng cũng không còn. Nhưng hôm nay là ngày đại hôn của nàng ta, tân khách đều đến chúc mừng nàng ta, gặp một tên sai vặt bị thương chảy máu đã là không may mắn, nếu như mình còn ẩm, lớn chuyện hơn, chỉ sợ chuyện xảy ra lại càng không thể ngăn cản. Trong lòng Tây Môn Hiểu Nguyệt rất phiền muộn, mặc dù biết ra tay lần nữa rất không lý trí, nhưng mà, thật sự không cam lòng để hạ thương mai tránh được như vậy. Còn nữa, bây giờ khánh nhi bị mang đi dù thế nào tướng phủ cũng phải chịu trách nhiệm này ta muốn tìm hạ thừa tướng cho dù như thế nào ông ta nhất định phải cứu khánh nhi từ trong đại lao hình bộ ra lương thị nói tây môn hiểu nguyệt nghe thấy bà ta muốn đi tìm hạ thừa tướng cuống lên người đi tìm ông ta thì có tác dụng gì chứ chuyện này ông ta vốn không hiểu rõ hiểu tình hình cũng tốt mà không hiểu tình hình cũng được nếu đã xảy ra ở tướng phủ ông ta phải chịu trách nhiệm lương thị cương quyết nói Tây Môn Hiểu Nguyệt biết nghị thẩm này vẫn luôn ngang ngược không nói lý, nếu như bà ta đi tìm hạ thừa tướng, không biết sẽ nói lời đắc tội thất lễ gì, nên nói, ngươi đừng đi, để ta đi. Ngươi đi, lương thị nhìn nàng ta, ngươi có thể nói cái gì? Bây giờ ngươi vừa gả đi, cũng khó mà nói chuyện. Cũng bởi vì ta vừa gả đi nên không muốn quan hệ hai nhà trở nên căng thẳng, ngươi chờ ở chỗ này một lát, ta đi một chuyến, cũng nói chuyện với lão phu nhân, lão phu nhân luôn luôn nhìn xa trông rộng, nói không chừng sẽ có cách nào đó lương thị nghe thấy nàng ta nói như vậy cũng chỉ đành nói vậy được rồi ta ở chỗ này chờ tin tức của ngươi cho dù như thế nào ngươi cũng phải tạo áp lực cho tướng phủ bắt bọn họ phải cứu khánh nhi ra khỏi đại lao hình bộ được rồi sẽ cố gắng hết sức tây môn hiểu nguyệt đáp lời bà ta rồi dẫn nha hoàn rời đi là một nàng dâu mới gả hôm nay nàng ta thật sự cực khổ nát lòng hạ thừa tướng đỡ lão phu nhân về phòng lão phu nhân giận quá hóa cười, nhìn đi, chuyện này mới chỉ bắt đầu, nếu hôm nay không quậy cho long trời lở đất thì không ngừng được. Hạ thừa tướng cũng vô cùng tức giận, thoạt nhìn việc này là ý của lương thị, con trai đã sớm nghe nói đến lương thị này, vô cùng ngang ngược, tiểu tiện nữ hạ oanh nhiễm này cũng ngủ quáng tham gia với bà ta, ngay cả thái tử cũng bị kéo vào tham dự trong đó, lần này thật sự không biết phải nói chuyện với thái phó như thế nào. Gia môn bất hạnh, Hạ oanh nhiễm này còn có thể làm cho thái tử đồng tâm hiệp lực với nàng, vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ thất bại, chắc chắn bên phía thái tử có cách nhìn khác với nàng. Trước đó nghe nói thái tử đã đề cập chuyện muốn hủy bỏ hôn sợ với hoàng hậu nương nương, nàng còn làm loạn như vậy nữa, chắc chắn chức vị thái tử phi này sẽ không giữ được. Hạ thừa tướng cười lạnh nói, nếu thật sự là như vậy, nàng cũng không có kết quả tốt gì. Nàng xui xẻo, tướng phủ chúng ta cũng xui xẻo theo, Người cho rằng hoàng hậu nương nương và thái phó là đồ mốc sao bây giờ thanh danh của tướng phủ đã thảm hại không chịu được rồi không có sức ảnh hưởng chính là không có giá trị lợi dụng vốn định lợi dụng quan hệ thông gia với tấn quốc công để cứu vãn danh dự bây giờ lại làm ra chuyện này ôi khi nào chừng trị hạ thương mai này mà không được chứ vậy mà cứ muốn chọn ngày hôm nay nhìn xem người đến ngày hôm nay đều là người nào chứ nhiếp chính vương và đại trường công chúa đều ở đây cũng không bàn đến chuyện nhiếp chính vương có thể giúp đỡ hạ thương mai hay không, dù thế nào hôn sự cũng chưa định, nhưng đại trường công chúa này là người phải trái không phân, nàng thiên vị hạ thương mai, chọn ra tay vào hôm nay, thật sự vô cùng ngu xuẩn, hơn nữa, ra tay thì cũng thôi đi, còn là một mưu kế sứt sẹo như vậy, ngay cả người cũng không giết hẳn mà cũng dám âm ý nói hạ thương mai giết người, mặt mũi của bà già này đã hổ thẹn không chịu nổi rồi. Lão phu nhân càng nói càng tức giận, hơn nữa, ngươi chờ xem, lát nữa lương thị này sẽ đến chắc chắn là muốn người cứu người từ trong đại lao hình bộ ra việc này có thể làm sao hạ thừa tướng cũng lo lắng chuyện này đại lao hình bộ cũng không giống những nha môn khác cứu người từ đại lao hình bộ ra cần rất nhiều thủ tục khai thông quan hệ từ trên xuống dưới đầu tiên không thể tiết kiệm bạc nhưng bạc này tốn mất cũng chưa chắc có thể cứu được người bởi vì chuyện này còn có người giám sát đó chính là lễ thân vương hạ thừa tướng buồn bực không thôi quả nhiên nghe thấy có người bẩm báo lão phu nhân, tướng gia, tân phu nhân đến. Lão phu nhân thở dài, xem đi, đến rồi. Bà ta giơ tay, mời phu nhân tiến vào. Tây môn hiểu nguyệt mặc áo cưới đỏ rực bước vào, vừa nào đã không người, bái kiến mẹ chồng, tướng gia. Chỉ một mình ngươi đến, mau ngồi xuống. Hạ thừa tướng dịu dàng nói. Mặc dù bọn họ biết ý đồ Tây môn hiểu nguyệt đến đây, nhưng lương thị không đến, một nhà ba người bọn họ nói chuyện cũng tiện hơn hai tay tây môn hiểu nguyệt khoanh trước người khẽ nhíu mày tướng ra ta đã nghe nói chuyện của khánh nhi nhị thẩm đến phòng ta nổi cáu một trận người xem có thể xử lý chuyện này không có thể cứu khánh nhi ra khỏi đại lao hình bộ không hạ thừa tướng im lặng một lát chậm rãi lắc đầu thật ra ông ta cũng không cần im lặng suy nghĩ cũng có thể dứt khoát trả lời tây môn hiểu nguyệt rằng chuyện này là không thể nào ông ta chỉ muốn tây môn hiểu nguyệt cảm thấy ông ta thật sự phí tâm suy nghĩ Tây môn hiểu nguyệt khẽ thở dài, nhưng mà, nếu Khánh Nhi ở trong đại lao, chắc chắn tổ phụ sẽ trách tội tướng phủ chúng ta, phu quân bảo phải làm thế nào mới được đây. chương 175, sắp xếp của Quế Viên Tây môn hiểu nguyệt bộ dáng ái náy, bá mẫu nói rất có đạo lý, là nhị thẩm quá lỗ máng, cũng trách nàng tin nhầm oanh nhiễm. Lão phu nhân thấy nàng lại nói trở về tướng phủ, trong lòng quả thực giận, xem ra Tây môn hiểu nguyệt này cũng không phải là đèn cạn dầu. Hạ Thừa tướng hỏi nàng, đã thế thì nhị phu nhân định làm gì? Tây Môn Hiểu Nguyệt do dự một chút, cái này, ý của nhị thẩm là con trai mình xen vào, nhưng Hạ Thương Mai không bị thương tổn chút nào, trong lòng nhị thẩm tự nhiên không cam lòng, không biết. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Thừa tướng, muốn nói lại thôi, nhưng là, trong lòng nàng ta ta rất rõ ràng, tin tức nàng ta muốn nói, lão phu nhân cùng Hạ Thừa tướng đều biết. Hạ Thừa tướng sắc mặt trầm xuống, hôm nay không phải thời cơ động thủ tốt người chắc cũng biết ta biết ta biết tây môn hiểu nguyệt vội vàng nói chuyện này quả thật ban đầu ta cũng không biết chẳng qua là nhị thẩm tới phòng tân hôn ta không nhịn được tố khổ với nhị thẩm nhị thẩm vì thay ta ra mặt tìm oanh nhiễm thương nghị chuyện này muốn dạy dỗ hạ thương mai một chút không nghĩ tới lại kéo theo cả khánh nhị nói cho cùng nhị thẩm cũng chỉ là muốn chút giận cho ta nếu ta khoanh tay đứng nhìn vậy không còn gì để nói vừa nói khóe mắt lại có chút ướt át. Hạ thừa tướng phiền não cực kỳ, ý của Tây Môn Hiểu Nguyệt ông ta rất rõ ràng, chính là muốn bọn họ xuất thủ phế bỏ hạ thương mai. Nhưng mà hôm nay còn hạ thủ thế nào? Nhiều tân khách ở đây như vậy, hơn nữa đã náo loạn một lần rồi. Tây Môn Hiểu Nguyệt thấy bọn họ cũng không nói lời nào, nói, nhị thúc cũng là có ý này, nếu như có thể diệt hạ thương mai, ít nhất tổ phụ còn hạ giận chút, như vậy việc Khánh Nhi tham dự vào cũng có giá trị, có phải hay không? cũng không thể chỉ có gia tộc Tấn Quốc công chúng ta xui xẻo mà Hạ Thương Mai vẫn sống tiêu dao như cũ chứ. Lão phu nhân đối với những uy hiếp không ngừng cảm thấy cực kỳ chán ghét, Hiểu Nguyệt nói như vậy không sai, nhưng Tấn Quốc công cũng là người biết nói đạo lý, chuyện này nếu phải nghiêm túc mà nói thì không liên quan đến tướng phủ chúng ta, là nhị phu nhân tự chủ trương. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghe lời lão phu nhân nói, cũng không tức giận, chẳng qua là mặt đầy khiêm nhường nói, bá mẫu nói đúng chuyện này thật đúng là không trách tướng phủ chúng ta hơn nữa thái tử cũng dính líu ở trong đó tổ phụ coi như trong lòng tức giận cũng sẽ không tức giận với tướng phủ chẳng qua là nghe hôm nay thái tử và oanh nhiễm hai người tựa hồ náo loạn chút không vui thái tử luôn luôn nghe lời thái phó tổ phụ chỗ thái phó và hoàng hậu nương nương bên kia cũng nói được mấy câu còn nữa hoàng thái hậu không phải mãi vẫn không tỏ thái độ sao có lẽ tổ phụ cũng có thể giúp đỡ miệng lão phu nhân lập tức thì dừng lại Quả thật, tướng phủ hôm nay rất cần ổn định hôn sự của Hạ Oanh Nhiễm và thái tử. Hạ thừa tướng vẫn có chút khó xử nói, "Hiểu Nguyệt, thật ra thì không dối gạt ngươi, đối với thương mai nữ nhi này, ta không còn chút tình cảm nào để nói, bởi vì nó đã làm rất nhiều chuyện thương tổn tới tướng phủ, cho nên sớm muộn ta đều phải đại nghĩa diệt thân, trong lòng ta vốn đã có kế hoạch, lại đang tiến hành từng bước, nếu hôm nay cưỡng ép muốn động thủ, không phải là không thể, nhưng là hiệu quả không được như mong đợi." Hạ thừa tướng đúng là đã có kế sách, nhưng là Tây Môn Hiểu Nguyệt lại cho là hắn chỉ nói cho qua, ai còn đợi hắn đến khi cái gọi là kế hoạch của hắn. Chuyện này, phải giải quyết, hơn nữa, phải là tướng phủ động thủ, nếu không cũng không có cách nào bàn giao với tổ phụ. Thật ra thì, ta ngược lại là có một ý tưởng. Con người Tây Môn Hiểu Nguyệt chuyển một cái, nói. Lão phu nhân hỏi, người nói nghe một chút. Tây Môn Hiểu Nguyệt hạ thấp giọng nói ra kế hoạch của nàng lão phu nhân sau khi nghe xong kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu cũng không lên tiếng nội tâm bà ta khiếp sợ nhưng đồng thời cũng phấn chấn tướng phủ rất cần một người ác độc như vậy ác độc với người của mình mới là thật ác độc chỉ cần hết thảy thoạt nhìn là một bất ngờ cũng không có người có thể truy tìm được chân tướng cho dù là nhiếp chính vương trong lòng biết rõ cũng không có biện pháp đối phó chúng ta tây môn hiểu nguyệt khóe miệng vẫn cười dịu dàng như cũ nhị phu nhân bên kia, người nói thế nào? Hạ thừa tướng hỏi. Nụ cười của Tây Môn Hiểu Nguyệt càng thêm ngọt, bất ngờ, có thể nói thế nào nữa? Ai cũng không khống chế được, tổ phụ cũng sẽ không truy cứu quá nhiều, dẫu sao, hạ thương mai chết, liên thị cho dù được phong làm quận chúa, cũng là một mình khó khăn, tổ phụ biết nặng biết nhẹ. Tây Môn Hiểu Nguyệt vốn là định hôm nay ngừng công kích, thế nhưng, ở trên đường tới đây, nàng ta càng nghĩ càng tức giận, trừ tức giận hạ thương mai ra, còn tức giận lương thị. Lương thị trở lại trong phủ, nhất định sẽ nói với tổ phụ nàng làm hết thảy cũng là vì tây môn hiểu nguyện nàng, cái miệng được thể không buông tha người kia, cũng nhất định sẽ nói rất nhiều lời khó nghe. Có lẽ, cũng nên thuận tiện thay đại phòng giải quyết hết cái tai họa nhị phòng này, như vậy, mẫu thân ở trong phủ cũng có thể ra mặt. Lão phu nhân suy nghĩ một chút, kế hoạch này có thể được, nhưng là, ngươi có thể bảo đảm tổ phụ ngươi sẽ ở trước mặt hoàng thái hậu, nói chuyện cho oanh nhiễm." Tây Môn Hiểu Nguyệt cười nói, "Oanh nhiễm đã dập đầu cho con dâu dâng trà, kêu một tiếng mẫu thân rồi, nàng chính là con gái của con dâu, tương lai của con gái, làm mẹ luôn là muốn lao tâm một chút." "Được, một lời đã định, lão phu nhân cũng không đếm xỉa đến nữa, hôm nay không làm khó cũng náo loạn một trận, cũng không sợ lớn hơn chút nữa." Lại nói Tiêu Thác đưa Quế Viên về hạ trị uyển, để cho hắn tạm thời ở Hạ Chi Uyển dưỡng thương. Sau khi Thương Mai trở về tỉ mỉ kiểm tra cho hắn một lần, nhẹ giọng nói, người bây giờ không có cần phải nói những lời đó, người giải thích cho ta, người cũng gặp phiền toái, biết không? Quế viên cười khổ một tiếng, nô tài biết, nhưng là nô tài là người đã chết một lần rồi, lại có cái gì sợ nữa? Coi như nô tài không giải thích cho đại tiểu thư, tướng ra cùng lão phu nhân cũng sẽ không bỏ qua nô tài, khế ước nô tài chưa hết, cũng không đi được, qua được thì qua, không qua khỏi thì do mệnh của nô tài. Tiểu khuyên đỏ mắt, chúng ta là mệnh nô tài, làm sao cứ khổ như vậy a? À? Quế viên biết Tiểu khuyên từng bị Linh Long Phu nhân nhốt ở phòng tối tàn nhẫn đánh đập, hôm nay trên mặt còn có vết thương chưa khỏi. Hắn nói với Tiểu khuyên, Tiểu khuyên đừng khổ sở, người có đại tiểu thư che chở, bọn họ hôm nay cũng không dám đối với ngươi như vậy. Tiểu khuyên nói, đúng vậy, hôm nay coi như là khá hơn một chút. Nàng nhìn thương Mai cầu khẩn nói, đại tiểu thư, ngài nhìn, có thể đưa quế viên từ cửa phòng bên kia đưa đến hạ tri uyển không? Hắn ở bên kia, hẳn phải chết không thể nghỉ ngờ. Thương Mai suy nghĩ một chút, nếu ta trực tiếp hỏi hạ đoàn, hạ đoàn nhất định là không chịu, hiện giờ sau khi Tây Môn hiểu nguyệt vào cửa, trong phủ hết thảy đều do nàng xử lý, trải qua chuyện hôm nay, nàng cũng hận ta tận xương, cũng sẽ không đáp ứng. Mặt Quế Viên có chút đau thương, tự biết ngày chết đã định, Dứt khoát giấu đi sợ hãi dưới đáy lòng thản nhiên cười một tiếng, đại tiểu thư không cần lo lắng cho nô tài, người rồi cũng phải chết, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thương Mai nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 15, 16 tuổi, ở hiện đại, tuổi này như hắn cũng mới chỉ là học sinh cấp 2, cấp 3. Nếu thật vì chuyện hôm nay nộp mạng, đời này nàng cũng sẽ ái náy. Suy nghĩ một chút, nàng nói ta đi tìm hạ đoàn chương 176, điệu múa rồng lửa. Thương Mai biết bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để tìm hạ đoàn, nhưng nếu như Quế Viên rời khỏi hạ tri huyền, thì có thể xảy ra chuyện. Một bữa cơm ân tình, nàng ghi nhớ trong lòng, hơn nữa lần này Quế Viên là bị nàng liên lụy, nếu không phải Tây Môn Hiểu Khánh muốn đối phó nàng, cũng không đến nỗi liên lụy Quế Viên. Thời điểm Thương Mai tìm được hạ đoàn, hắn đang trong vườn hoa chỉ huy hạ nhân dọn làm ghế bàn cùng bầy chén đĩa. Thương Mai tiến lên phía trước nói: "Hạ Đoàn, trong phòng ta không đủ người, từ bây giờ, Quế Viên đến phòng ta hỗ trợ." "Đại tiểu thư, chuyện này nô tài cũng không thể làm chủ, ngài vẫn nên tự mình đi tìm lão phu nhân đi, đến nay tân phu nhân còn chưa quản lý chuyện trong phủ, trong phủ tạm thời do lão phu nhân làm chủ." Đúng như Thương Mai nói, Hạ Đoàn không có đáp ứng, còn cả vú lấp miệng em. Thương Mai nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt nói: "Ta không phải tới cầu ngươi." Ta chẳng qua là tới thông báo cho ngươi một tiếng, Quế viên bắt đầu từ hôm nay đều đến phòng ta phục vụ, lại không nhận tiền công của tướng phủ, do ta tự trả. Hạ đoàn cười quái dị, lời này của đại tiểu thư giống như bạc của ngài thì không phải là bạc của tướng phủ vậy, đại tiểu thư còn là của tướng phủ, càng đừng nói chỉ là bạc. Thương Mai cũng cười lạnh, màu sắc lạnh lẽo, phải không? Tướng phủ thật đúng là đối với ta ân trọng như núi A, làm phiên hạ quản gia nói với lão phu nhân cảm tạ lão phu nhân cùng tướng ra mười mấy năm ân tình, nhưng là quế viên, ta nhất định đưa đi. Hạ đoàn buông tay, mặt đầy bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư vẫn nên nói với lão phu nhân đi, chẳng qua là, cũng không nói nô tài không cho đại tiểu thư mặt mũi, quế viên là người làm trong phủ, trong phòng đại tiểu thư thiếu người, dĩ nhiên là có thể điều đi dùng, chỉ là, lão phu nhân cho nô tài một chút quên điều động người, phàm là trong phủ có chuyện khẩn thiết, cần dùng người, vẫn phải điều quế viên ra. Thương Mai nhìn chầm chầm hạ đoàn, hạ đoàn, ta nói trước, người nghe rõ, Quế Viên bắt đầu từ bây giờ, là người của hạ tri Uyển ta, cũng không ai có thể điều đi, ai dám điều đi, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Hạ đoàn lại cười lớn, đại tiểu thư A, hạ tri Uyển của người sớm muộn cũng không phải là của tân phu nhân sao. Quế Viên điều đến hạ tri Uyển, sau này vẫn phải hầu hạ phu nhân. Nhìn gương mặt dữ tợn của hạ đoàn cười như điên, Thương Mai khởi động cổ tay, bất ngờ ra quyền, một quyền đánh tới, hạ đoàn sớm thấy nàng muốn đánh tới, lui về phía sau một bước, đang muốn cười nhạt nói chuyện, hạ bộ lại truyền tới một trận đau đớn, thời điểm hẳn lui về phía sau, vừa vặn cho thương mai đầy đủ không gian dơ chân. Thương mai xoay người, lạnh như băng quang ra một câu nói, hạ đoàn, đầu ngươi tạm thời gửi ở trên cổ ngươi, ta sẽ tới lấy. Hạ đoàn hận ý nổi lên, bất chấp đau đớn, cũng lạnh như băng trả lời một câu, được, ta chờ đại tiểu thư, chỉ là, Quế viên không thể nào cho đại tiểu thư, khế ước bán thân ở chỗ lão phu nhân bên kia, người có bản lãnh thì đi lấy đi. Thương Mai biết người làm trong phủ đều có khế ước bán thân, khế ước bán thân này được luật pháp đại chu bảo vệ, một ngày vẫn còn tờ khế ước bán thân này, Quế viên vẫn là người của tướng phủ, bị tướng phủ ràng buộc. Nhưng là nàng không thể nào để cho Quế viên lại rơi vào trong tay bọn họ, tờ khế ước bán thân này, trộm cũng được, cướp cũng được, nhất định phải lấy lại làm sao lại tức giận ai làm ngươi tức giận trần loan loan thấy thương mai mặt đầy tức giận ở tới hỏi không sao một con chó cậy thế người thôi thương mai trầm tĩnh lại nhìn quanh một chút vương ra cùng tiêu thác đâu nói là đến hậu hoa viên bên kia đi dạo một chút bọn họ cả ngày hôm nay đều rất kỳ lạ luôn là nơi này đi một chút bên kia nhìn một chút giống như là đang tìm thứ gì trần loan loan nói thương mai nhớ tới chuyện hạ hòe quân và đảo người điên trước kia tô thanh nói chẳng lẽ bọn họ hoài nghi tướng phủ giấu người điên kia đi. Nhưng nàng không hiểu, hạ hòe quân sai người mang người điên trở về để làm gì. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết cái người điên này có bệnh sẽ cắn người. Đúng rồi, dạ hội hôm nay có múa rồng lửa, người biết không? Trần Loan Loan hưng phấn nói. Thương Mai ngẩn ra, múa rồng lửa. Đúng vậy, mới vừa có người làm cầm tờ đơn tới, còn có tạp kỹ nữa. Trần Loan Loan đưa tờ đơn cho Thương Mai nhìn, Tờ đơn này, Thương Mai trước kia đã thấy, nhưng không có múa rồng lửa. Mà bây giờ Trần Loan Loan cho tờ đơn, bất ngờ viết mấy chữ múa rồng lửa, coi bộ là tiết mục mới thêm vào. Múa rồng lửa rất hay, ta thích nhất, Trần Loan Loan hưng phấn nói, vốn là tổ mâu nói không ăn tiệc, muốn trở về phủ, nhưng ta phải xem múa rồng lửa mới đi. Thương Mai nhìn người chung quanh một chút, tựa hồ cũng rất tung tăng, xem ra múa rồng lửa đúng thật là tiết mục được mọi người yêu thích. Thế nhưng, nàng không biết cái gì là múa rồng lửa, hỏi ta trước kia chưa từng xem múa rồng lửa, là như thế nào? Trần Loan Loan dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, ông trời của tôi ơi, cô vậy mà chưa từng xem múa rồng lửa. Bi thảm biết bao, chẳng lẽ tướng phủ trước kia cũng chưa có múa rồng lửa? Không có, trong trí nhớ của ta không có. Trong đầu thương mai cũng không có nguyên chủ lưu lại tài liệu về múa rồng lửa, cho nên không biết múa rồng lửa là gì. Trần Loan Loan kéo nàng qua một bên giải thích, múa rồng lửa chính là nhiều người dơ một con rồng lửa đang cháy đi lại, nhảy múa trong phủ, người điều kiện tốt nếu mời múa rồng lửa, cũng sẽ mời tám con, ta nhớ thời điểm đại ca ta thành thân, tổ mẫu sai người mời rồng lửa, tám con rồng lửa ở trong phủ múa một vòng, mỗi một xó xỉnh đều phải đi qua, nói là xua đuổi tà khí, sau này người mới cùng ra trẻ cũng sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Ngày đại ca ngươi thành thân mời rồng lửa, các vị đại ca còn lại khi thành thân không mời sao. Thương Mai đối với việc náo nhiệt này lại không có hứng thú gì, thế nhưng Trần Loan loan thích, trêu đùa nàng mấy câu. Lần đó ta bị lửa đốt váy, sau này các ca ca thành thân, tổ mẫu sợ ta đùa lửa nên không mời nữa. Trần Loan loan mặt đầy tiếc rẻ nói. Nguy hiểm như vậy, Thương Mai không khỏi giật mình, múa rồng lửa này có thể đốt tới váy của tiểu thư nhà chủ nhà. Nguy hiểm đến thế, hoạt động nguy hiểm như vậy, những hoàng thân quốc thích sẽ không mời chứ hai. Cũng không phải, chẳng qua là khi đó ta vui vẻ, thừa dịp mọi người không chú ý, chạy tới phía dưới của rồng lửa, vô tình dính vào lửa, cũng hù chết tổ mẫu, lại nhảy vào trong rồng lửa cứu ta ra ngoài, còn đập nát đầu, thứ này, rất thú vị. Trần Loan Loan lè lưỡi nói. Thương Mai không khỏi cười mắng, người ham chơi gơn quậy phá, khó trách tổ mẫu ngươi sau đó không mời múa rồng lửa nữa. Gơn quậy phá, đó là gì? Trần Loan Loan nghe được danh từ mới mẻ, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thương Mai nhất thời nhớ tới đây là ngôn ngữ mạng ở hiện đại, hàm hồ giải thích không có, đây là biệt danh đặt cho ngươi. Mời múa rồng lửa rất đắt sao? Thương Mai hỏi. Trần Loan Loan lắc đầu, ta không biết, nhưng là, lần trước tổ mẫu mời múa rồng lửa ngày đại ca thành thân, cho đốc công kia ngân phiếu một ngàn lượng. Một ngàn lượng, Thương Mai trợn to hai mắt, phải biết, tiền công của người làm trong phủ mới năm lượng bạc một tháng A. Ngay cả bổng lộc cùng thực bổng của đương triều thừa tướng, một năm cộng lại cũng chỉ hơn 300 lượng bạc, mời múa rồng lửa tại sao phải đắt như vậy? Không phải là kéo cây đuốc dài sao? Tại sao phải đắt như vậy a? À? Thương Mai nhớ tới hiện đại cái gọi là rồng lửa vũ sư vân vân, giá tiền đều rất rẻ, càng là đồ chơi dân gian, càng rẻ. Nếu không thì sao? Mộ Dung Khanh hỏi lại. Vậy thì coi như lãng phí mất một chiếc vòng tay tốt đi. Thương Mai đưa tay ra sờ sờ cổ tay của mình, lúc cứu lương thị, chiếc vòng tay duy nhất của cô đã bị mất đi. Mộ Dung Khanh nhìn vết sẹo trải rộng trên cổ tay của cô không khỏi ghét bỏ, đôi tay này của nàng còn mang đồ trang sức gì nữa. Buộc cho nàng một sợi dây thừng vào cổ rồi cột chặt vào cổng là được rồi, có người lạ đến còn có thể sủa vài tiếng coi như hù dọa người ta một chút. Thương Mai nhẹ nhàng thở dài, dù sao hôm nay là ta sai, người nói cái gì ta cũng sẽ không phản bác. Mộ Dung Khanh hít sâu một hơi, nhìn cô, hả Thương Mai, Lần này nàng đã khiến Bản Vương rất thất vọng, nàng đang sống trong những âm mưu tính toán trong tướng phủ, nếu tâm địa của nàng không cứng rắn thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay người khác thôi. Bản Vương không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng cho nàng, che chở nàng, Bản Vương có thể vai sóng vai đối kháng tất cả tính toán độc ác khác cùng với nàng nhưng nàng nhất định phải chống đỡ được đến lúc có thể gả tới Vương phủ, mấy ngày này nàng phải biết tự bảo vệ mình. Nàng hiểu chưa? Thương Mai lập tức hiểu ra cơn giận của hắn đến từ đâu là vì cô không thể bảo vệ tốt cho bản thân, nhưng nói thật, chuyện hôm nay cô có đầy đủ năng lực để ứng phó. Đây là điều tốt nhất mà người từng nói với ta, thương mai hít hít cái mũi, bỗng nhiên ta rất muốn khóc. Giả tạo, mộ dung khanh đẩy cô ra. Lúc người không ác miệng là một người rất tốt, hai mắt thương mai sáng ngời, ngắm nhìn khuôn mắt đang dần dần nhu hòa trước mặt, ta cam đoan, sau này sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. chương 177, sắp bắt đầu. Trần Loan Loan lắc đầu, đắt lắm sao? Nhưng ta không biết vì sao đắt như vậy. Đại tiểu thư này không biết trong thiên hạ gạo dầu đắt đỏ, càng không biết vì sao rồng lửa lại quý. Nàng ta kỳ thực cũng không biết rằng lúc lão thái quân chi ra một ngàn hai, hàm răng cắn chặt. Sau đó lại hỏi tại sao không mời, thật sự không phải bởi vì nàng ta thích chơi với lửa, mà là bởi vì quý giá. Tô Thanh đi tới, lạnh lùng nói, múa rồng lửa là sản phẩm thượng đẳng, đắt gấp 8 lần tơ lụa, tẩm rượu mạnh, tiếp tục nhúng vào tùng hương, hơn nữa thêm dầu hỏa đặc chế, chỉ nghe thôi cũng biết là đồ vật quý giá. Thương mai biết tơ lụa thực sự đắt tiên, một tấm gấm tứ xuyên có thể bán được trên trăm lượng bạc, cho thấp hơn một chút cũng không hề rẻ. Gấp 8 lần, nhân 8 lần, còn nữa rượu mạnh, tùng hương, dầu hỏa, v, v, quả thực là rất quý. Ta tưởng dùng dơm giả, dạ, thương mai xấu hổ nói. Trò chơi của các quý tộc thật sự là đốt tiền, cô tự nhận thức mình không thuộc đẳng cấp này. Dân gian có dùng dơm dạ, nhưng dơm dạ không cháy lâu, tạo ra nhiều đốm lửa, dễ làm người bị thương nên không tốt. Tô Thanh nói, thương mai cảm thấy rất kỳ quái, vốn ban đầu không định múa rồng lửa, vì cái gì bỗng nhiên lại thêm tiết mục đốt tiền như vậy. Nè nè, tại sao lại múa rồng lửa? Thương Mai nói. Tô Thanh nói, có gì lạ đâu. Xảy ra chuyện này, ta cảm thấy xấu hổ cho ngươi, không nói đến phụ thân ngươi là thừa tướng đương triều, Tây Môn Hiểu Nguyệt lại là nhất phẩm phu nhân, ngúa rồng lửa tiêu diệt nấm mốc, tạo ngọn lửa hồng náo nhiệt cũng là chuyện bình thường. Thương Mai ừ một tiếng, có lẽ là vậy. Bởi vì mời rồng lửa, bữa trưa hôm nay phải rời qua một chút, để rồng lửa có thể đi qua dễ dàng. Tất cả mọi người có vẻ đặc biệt hưng phấn, chờ mong tận mắt thấy ngúa rồng lửa. Trước khi thực hiện ngúa rồng lửa, chiêng trống được khiêng tới, 12 cái chiêng trống được khiêng vào trong phủ sắp đặt ở vị trí tốt để tránh bắt lửa. Múa rồng lửa bình thường được tổ chức trong yến tiệc, mọi người ăn cơm uống rượu no say, sau đó đi theo rồng lửa, pháp sư ở phía. Trước dân đường, trong miệng lâm dâm khấn nguyện, bởi vậy, hết sức náo nhiệt. Tây môn hiểu nguyệt từ bên lão phu nhân trở lại phòng tân hôn, lương thị và tây môn nhị gia đã chờ ở cửa. Thế nào, bọn họ nói như thế nào? Lương thị gặp tây môn hiểu nguyệt trở về, vội vàng chào hỏi. Tây Môn Hiểu Nguyệt lôi kéo nàng ta vào phòng tân hôn, đàn ông không thể tùy tiện vào phòng tân hôn, nên Tây Môn nhị ra ở ngoài cửa chờ. Nhị thẩm yên tâm, tướng ra đã đáp ứng, ngày mai đến hình bộ tìm hình bộ thượng thư, ông ấy chắc chắn sẽ đưa đệ đệ ra khỏi nhà lao hình bộ. Tây Môn Hiểu Nguyệt nói. Thật chứ, Lương Thị vui mừng nói. Đúng vậy, nhưng, Tây Môn Hiểu Nguyệt thay đổi giọng nói, nhị thẩm phải cúi đầu tạ lỗi với Hạ Thương Mai. Cái gì, tiểu tiện nhân làm hại Khánh Nhi phải ở Đại Lao, lại còn muốn ta cúi đầu với ả ta sao? Lương thị giận tím mặt. Tây môn hiểu nguyệt kéo tay bà ta, nhẹ giọng nói, nhị thẩm đừng vậy, đây chỉ là kế tạm thời, người trước hết giả vờ xin lỗi ả ta, sau đó bảo ả ta ngày mai cùng tướng ra đến hình bộ. Kỳ thực chuyện này, hình bộ và nhiếp chính vương đã biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần hạ thương mai ra mặt câu xin, hơn nữa có tướng ra bảo đảm, đệ đệ nhất định có thể trở về. Lương thị suy nghĩ một chút, không được, ta không thể cúi đầu với ả ta, người này xấu xa, đầu tiên nhân lúc người bái đường thì đến khi dễ ngươi, nhân tiện làm Hải Khánh nhi bị bắt vào tù. "Nhị thẩm, đừng trách ta không cảnh cáo người, Tây Môn hiểu nguyệt thấy bà ta không đáp ứng, trầm mặc đệ đệ được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được khổ hình trong đại lao hình bộ? Hơn nữa, người chỉ giả vờ, đợi sau khi đệ đệ trở về, có thể nghĩ cách đối phó với ả ta sau." vì chút tranh chấp làm hại đệ đệ ở đại lao chịu khổ có được không lương thị vốn là người tâm cao khí ngạo nên không muốn cúi đầu với thương mai nhưng nếu không cúi đầu nhớ đến đứa con yêu quý trái tim lại quản thắt suy nghĩ thật lâu bà ta nói nhưng cho dù ta xin lỗi hả à ta hạ thương mai cũng có thể không chịu đi điểm ấy người có thể yên tâm thừa tướng đã có sắp xếp tây môn hiểu nguyệt nói lương thị nghe vậy cũng thật sự không muốn đứa con của mình phải chịu khổ đành nói nếu đã như vậy ta tạm thời bỏ qua thể diện hy vọng tiện nhân này có đủ phúc khí nhận được lời xin lỗi của ta bà ta chỉ mải tức giận không phát hiện khóe miệng tây môn hiểu nguyệt hơi hơi cười lạnh và đáy mắt âm độc đúng rồi còn có một chuyện lương thị bỗng nhiên nhớ tới hôm nay lúc tặng lễ vật tổ phụ có dặn đồ cưới của ngươi phải trả lại một phần chuyện này ngươi có biết không tây môn hiểu nguyệt gật đầu có chút đờ đẫn nói ta biết trả lễ vật lại là trách nhiệm của ta đồ cưới này chỉ là một chút mặt ngoài, hiện giờ phủ quốc công cũng không dư giả, tất cả đều phải dùng bạc, lễ hỏi hai lần, nhưng đồ cưới hào phóng chẳng qua là để người ngoài nhìn, phần trả lại chính là vàng bạc châu báu hồi môn, hầu hết phải trả lại. Thôi, người biết là tốt rồi, khi nào ta đi tìm hạ thương mai thì hợp lý. Lương Thị hỏi, Tây Môn Hiểu Nguyệt nói, lúc múa rồng lửa, đến lúc đó cần một người sắp xếp kiểm kê đồ vật này nọ, ta đã nói với lão phu nhân, cho Hạ Thương Mai cùng người ở bên trong phòng kiểm kê lễ vật trả lại, đến lúc đó không có quá nhiều người, người cũng sẽ không quá xấu hổ. Lương Thị thấy nàng ta sắp xếp tốt như vậy, nhưng vẫn còn suy nghĩ vì thể diện của mình, ai oán nói, hiểu nguyệt, nhị thẩm trước đây nói chuyện khó nghe, người đừng trách. Tây môn hiểu nguyệt cười ấm áp, nhị thẩm nói cái gì vậy? Đều là người một nhà, nói như vậy không thấy giống người ngoài sao. Đúng vậy, đều là người một nhà. Lương thị luôn luôn cẩn thận giữ gìn thanh danh gia tộc, nghe được nàng ta nói người một nhà, trong lòng cảm thấy chịu chút uất ức cũng không đáng gì. Con người Lương thị này, bá đạo hung ác, ra tay cũng 10 phần tàn nhẫn, nhưng đối với phủ Quốc công, bà ta là người duy nhất nguyện ý bỏ qua ích lợi cá nhân để lo lắng cho đại gia tộc. Cho nên, Tấn Quốc công đối với bà ta 10 phân coi trọng, trước sau đều khen ngợi người con dâu này, hiện giờ phủ Quốc công cũng do bà ta làm chủ sự ngay cả mẹ của Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng phải quan sát sắc mặt của bà ta. Bởi vì múa rồng lửa, bữa tiệc được bắt đầu trước kế hoạch. Mộ Dung Khanh và Tiêu Thác sẽ quay trở lại trước khi tiệc tối bắt đầu. Thương Mai chú ý thấy trên người Tiêu Thác có lá trúc, đoán rằng bọn họ vừa mới vào rừng trúc. Thương Mai định bụng tới báo cho bọn họ, rừng trúc không thể tùy tiện đi vào, bên trong có rắn độc, nhưng khách khứa đã ngồi vào vị trí, cô cũng không tiện qua đó sao lại không thấy thái tử và hạ oanh nhiếm? Trần Loan Loan nhỏ giọng hỏi Thương Mai. Thương Mai lúc này mới phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện ở bờ hồ, vẫn chưa thấy hạ oanh nhiễm và thái tử. Không biết, không đến càng tốt, thấy nàng ta lập tức không ngon miệng. Trần Loan Loan nói, Thương Mai nhìn nàng ta, sao có thể, ta chưa thấy qua người ăn không ngon bao giờ. Trần Loan Loan không tiếp lời, tự nhận mình tham ăn. Thương Mai nhìn sang, Mộ Dung Khanh cũng đang nhìn sang, sau đó hắn nhẹ nhàng rời mắt đi chỗ khác, thân sắc thản nhiên. Không biết tại sao sắc mặt của Tiêu Thác đại ca có chút nhợt nhạt. Trần Loan Loan nhìn chằm chằm vào Tiêu Thác, bỗng nhiên nói thành tiếng. Chương 178, tìm tiểu thư Oanh Nhiễm. Thương Mai nhìn sang, quả nhiên phát hiện sắc mặt của Tiêu Thác có chút nhợt nhạt. Cô phỏng đoán lúc vào rừng trúc bị rắn độc cắn, trong rừng trúc có rắn xanh nhỏ, rất độc, nhưng bọn họ nếu dám xông vào hẳn là đã mang theo thuốc giải độc. Nếu không có thuốc giải độc, mộ dung khanh hẳn đã tìm đến cô, chứ không phải ra bộ an nhàn ngồi uống rượu. Thương Mai kỳ thật không biết là hạ hòe quân ngu xuẩn đem người giấu trong tướng phủ, hơn nữa ở tướng phủ đang làm tiệc cưới, lại càng không nên làm như vậy. Chiều này của mộ dung khanh, có phải có chút thừa thải không? Mộ dung tráng tráng cùng lão phu nhân, thôi thái phi, lão thái quân và đám người lương thị ngồi chung một bàn, bà ta nhìn thấy Thương Mai cùng Loan Loan, vội vàng đón tiếp các cô gái. Thương Mai dẫn Loan Loan đến, muốn vấn an thôi Thái Phi và Trần Thái Quân, nhưng Tráng Tráng lại lôi kéo hai người ngồi xuống. Ý tứ của Tráng Tráng thì Thương Mai hiểu được, có Lão Thái Quân và thôi Thái Phi ở đây, cho dù Lão Phu Nhân muốn gây chuyện bất lợi gì cho cô cũng không dễ. Thương Mai ngồi sát bên cạnh Trần Thái Quân, Trần Thái Quân thấp giọng nói chuyện này làm như thế nào. Thương Mai mỉm cười, Thái Quân không cần nóng vội, sẽ nhanh chóng nước chảy thành sông Thôi Thái Phi ở bên cạnh nghe được Cười nói Lão Trần à Người đừng che giấu Ai ra biết các người đang toàn tính chuyện gì Là hôn sự của Loan Loan phải không Trần Thái Quân làm bộ nghiêm mặt nói Cũng không phải là sao không Đều là lão thân lo lắng thôi Xuyên phận thật đúng là lo không được Người xem công chúa của chúng ta Hai tám tuổi Còn không có tin tức gì Thôi Thái Phi nhắc đến mộ dung tráng tráng Chuyện này cũng không lạ bởi vì thôi Thái Phi mỗi lần vào cung gặp lão Thái hậu Thỉnh An, lão Thái hậu đều nhắc tới hôn sự của Tráng Tráng, chuyện này do hoàng thái hậu giao cho, không thể hoàn thành, trong lòng bất an. Trần Loan Loan ở bên cạnh nghe, nghi hoặc nói, công chúa mới 16 tuổi. Trần Thái Quân cười nói, đứa nhỏ ngốc này, công chúa 28 tuổi. Gương mặt của Tráng Tráng hơi đen lại, Thái Quân không phải đang nhắc tới tuổi của bổn cung sao, bổn cung nhớ rõ. 28 tuổi có dư, lão thân 78. Lão Thái Quân làm bộ dáng nhớ về tuổi trẻ, thở nhẹ một tiếng. "Lão Thái Quân, ngài hiện giờ có phúc khí, cưới được dâu hiền, giúp Trần gia khai chi tán diệp, 12 vị tướng quân đều nổi bật, làm lá chắn cho đại chu ta." Lão phu nhân cười nói. Lão Thái Quân liếc nhìn cô một cái, nói chuyện tuyển con dâu, "Lão thân quả thật mạnh hơn ngươi, bốn người con dâu của ngươi, ngoài Liên thị, toàn bộ đều không đáng nhắc tới." Lão phu nhân tiếp lời chính là vì muốn tìm cách tiếp cận, không ngờ bị lão thái quân bóp chát lại một câu, sắc mặt không hờn giận, có thể tưởng tượng được Trần Nguyệt Nhung, Lưu Thị và Tây Môn Hiểu Nguyệt, quả thật cũng không phải xuất sắc gì. Không thể biện giải, bà ta không nói được câu nào, trong lòng đành ghi hận lão thái quân. Thôi thái phi ra bộ hiên từ, vội vàng hòa giải nói sang chuyện khác, nhưng lại nhắc đến tráng tráng, công chúa à, tiêu kiêu là tên khốn kiếp, người cũng đừng nhớ thương nữa thương mai lại một lần nghe được tên tiêu kiêu cô nhìn tráng tráng thấy sắc mặt nàng ta bỗng trở nên tái nhợt giống như bị người ta nắm thóp có thể thấy được người này trong lòng nàng ta rất có sức ảnh hưởng cô lại nhìn về phía loan loan thấy loan loan cũng đang nhìn tráng tráng vẻ mặt của nàng ta có phân thương hại thái phi là muốn ép bổn cung đến nơi khác ngôi sao tráng tráng không thay đổi sắc mặt nàng ta nói thái phi nhẹ nhàng thở dài thôi không nói nữa xem như ai ra làm người xấu, nào, ăn đi. Lão phu nhân sai người mang rượu lên, hai nha hoàn rót rượu, nhưng chỉ rót cho thương mai và lương thị, sau đó nhanh chóng lui ra. Lúc rót rượu, lão phu nhân cười nói, tối nay nhất định phải thưởng thức món chân giò hầm. Món ăn này được nấu bằng nồi đất từ sáng nay, đun lửa lưu diêu, tan chảy trong miệng, thật sự rất ngon miệng. Thôi Thái Phi nói, ai ra miệng không tốt, một chút đồ hầm có thể ăn, lão phu nhân lo lắng rồi. Lão Thái Quân nâng ly rượu lên, nhưng không cẩn thận làm rất đúa, Thương Mai cúi người xuống nhặt, lão Thái Quân cũng cúi người, nói nhỏ vào tai cô, rượu của cô có vấn đề. Thương Mai kỳ thật cũng đã phát hiện, nhưng vẫn không thay đổi thái độ. Vốn dĩ nha đầu rót rượu cho cô và Lương thị là nha đầu thân cận của lão phu nhân, hôm nay căn bản không cần đến đây hầu hạ khách khứa, hạ đoàn đã điều động đủ người, người trong phòng lão phu nhân một người cũng không cần ra hầu hạ. Cho dù có đến cũng chỉ hầu hạ lão phu nhân sẽ không rót rượu cho người khác hơn nữa đã muốn nha hoàn rót rượu ắt có nội tình nhưng cô cảm thấy lạ tại sao lại hạ độc trong rượu của lương thị hạ nhân bắt đầu đưa đồ ăn lên mỗi món ăn đều được trang trí rất đẹp mắt sắc hương vị đều được chú trọng nhưng khi ăn uống mọi người đều thấy không được ngon lắm bởi vì bữa trưa đến tận giờ thân mới ăn hiện giờ mới qua giờ dậu cách nhau mới nửa canh giờ tất cả mọi người chính là đang mong chờ rồng lửa đến, dù sao, lễ mời rồng lửa cũng rất ít gia đình làm, thật sự rất xa xỉ, các gia đình phú thương ngược lại càng nhiều hơn. Lão phu nhân nâng ly chúc mừng, thương mai cũng nâng ly rượu lên, sau khi kính rượu, dùng tay áo che mặt, ra vẻ ngửa đầu uống, nhưng toàn bộ rượu đều được đổ vào trong tay áo, một giọt cũng không uống. Thương mai nhìn về phía lương thị, nàng ta uống cạn, xem ra, nàng ta hoặc là sớm có giải dược, hoặc là không hề biết rượu có vấn đề. Nàng ta làm bộ lơ đãng nhìn về phía lão phu nhân, nàng ta vốn nhìn chằm chằm vào thương mai, nhưng khi thương mai chuyển tâm mắt, nàng ta nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Khi vừa ăn xong, người chăm sóc cô dâu đi tới nói với lão phu nhân, lão phu nhân, nhà mẹ đẻ phải trở về sau khi ăn xong, dựa theo phong tục, nhị tiểu thư phải đích thân kiểm kê lễ vật trả lại cho nhà mẹ đẻ, người xem có phải nên kêu người gọi nhị tiểu thư đến đây. Chuyện đáp lễ này, hơn phân nửa là chị em dâu hoặc là bà cô bên chồng làm nhưng lưu thị đã bị đuổi lại không có bà cô bên chồng chỉ có thể cho hạ oanh nhiễm đi làm lão phu nhân nói được lão thân cho người đi tìm cô ngẩng đầu lên một chút chỉ thấy đầu người tấp nập không thấy hạ oanh nhiễm hạ đoàn giúp ta đi tìm nhị tiểu thư cô kêu hạ đoàn khom người đi tới vâng nô tài sai người đi tìm ngay lão thái quân thản nhiên nói nhị tiểu thư mới vừa rồi đuổi theo thái tử, sau đó lại không thấy nàng ta. Lão phu nhân sợ run, vậy sao? Lão thân không để ý, đứa nhỏ này, hay là lại cùng thái tử điện hạ đi dạo quanh bờ hồ? Thôi thái phi cười nói, bọn họ đã định hôn sự với nhau, đi ra ngoài du ngoạn một chút cũng không có gì, người đó, đừng lo lắng quá. Lão phu nhân không hờn giận nói, hôm nay là ngày vui của phụ thân các ngươi, cũng nên chú ý đúng mực. Hạ đoàn nói, lão phu nhân đừng vội, nô tài đi tìm ngay. Nói xong, xoay người ở khỏi. Lão thái quân nâng mắt lên, thản nhiên liếc mắt nhìn lão phu nhân, nghe nói hôn sự của nhị tiểu thư và điện hạ, hiện giờ còn chưa được hoàng thái hậu cho phép, chuyện này là như thế nào? Khuôn mặt của lão phu nhân đơ đơ, vậy sao? Có chuyện như vậy sao? Thái quân nghe được tin này từ đâu? Lão thái quân cười cười, không phải sao? Lão thân cũng quên nghe ai nói rồi, nhưng lão phu nhân đã nói không có, thì cứ cho là không có đi. Chuyện này, tất cả mọi người biết, nhưng không ai dám hỏi thẳng mặt. Lão phu nhân cho rằng, nàng ta quá thất lê, nhà có khách cũng không cho ra chủ chút thể diện, cho nên sắc mặt có chút không tốt. chương 179, nhị phu nhân không khỏe. Khi lão phu nhân quay mặt đi, lão thái quân nhanh chóng bỏ một viên thuốc vào ly của thương mai, sau đó rót rượu trong ly của mình vào ly của cô và nói bà già rồi không uống được rượu, còn uống đi, tránh lãng phí bình Quỳnh Tương Ngọc dịch này của tướng phủ. Hành động bỏ thuốc vào ly của lão thái quân rất mau lẹ, không hề giống bà già đã được 78 tuổi chút nào, nhưng với một cái hất tay áo của mình, viên thuốc đã rơi vào cốc của Thương Mai. Sau khi rót rượu, bà ta nhìn màu sắc trong ly, sau đó giống như cảm thấy không ổn nói, "Không, lão thân có hơi ho, hay là ngươi cũng đừng uống rượu của lão thân." Nói xong, bà ta cấm rượu ngửi vào mũi sau đó đổ đi. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Thương Mai thấy rượu trong ly chuyển sang màu vàng nhạt. Một hai giọt rượu ban đầu còn lại trong ly, Lão Thái Quân bỏ thuốc vào rồi mới rót rượu vào, là muốn thử xem đây rốt cuộc là loại thuốc gì. Viên thuốc này, có lẽ là thuốc thử độc. Tử lượng trước đây của Thái Quân rất tốt, sao bây giờ đến một ly cũng không uống nổi. Thái Phi hỏi. Lão Thái Quân mỉm cười, bây giờ không được nữa, ta già rồi, ngửi thôi là được, cho qua cơn thèm rượu. Trần Loan Loan không biết nói, nhưng mà, trong phủ tổ mẫu uống rất nhiều rượu mà. Cầm miệng, người biết cái gì? Đây là rượu thượng hạng, trong phủ ta chỉ uống những thứ như thiêu đao tử. Nếu quen uống rượu ngon, không uống được rượu dở thì sao? Trần Thái Quân liếc nhìn Trần Loan Loan. Trần Loan Loan ngơ ngác, cúi đầu tiếp tục ăn. Cô đã thỏa thuận với tổ mẫu, theo lời tổ phụ mà nói thì hai người nói năng chẳng có chút văn hóa nào, không ra thể thống, bọn họ trói buộc nhau hễ một người nói sai mà không nhận ra thì người kia sẽ liếc ngang một cái thế là người đang nói sẽ im lặng ngay lão phu nhân lờ mờ phát hiện ra có gì đó không ổn trước đây trần thái quân cũng không nhiều chuyện vậy trừ phi bà ta phát hiện ra manh mối hạ đoàn quay về bẩm báo lão phu nhân ta đã tìm khắp tướng phủ nhưng không thấy nhị tiểu thư ta hỏi thị vệ ở cửa họ nói rằng đã thấy cô ấy cùng đi ra ngoài với thái tử điện hạ lão thái quân không khỏi tức giận, sao thị vệ không cản nó. Này còn phải đi hồi lễ với phủ tướng quốc công. Thôi thái phi nói, bỏ đi, thái tử rất ham chơi, e là đã kéo nàng ấy đi chơi rồi, cho đại tiểu thư đi hồi lễ cũng được mà. Lão phu nhân liếc nhìn thương mai, có phân không tình nguyện, cái này, nó không quỳ lại dâng trà, không thích hợp hôn lễ. Thôi Thái Phi nói, chuyện này có là gì, chẳng qua chỉ là lễ nghi, không phải chuyện gì to tát lão phu nhân suy nghĩ một hồi rồi nói hay là đợi thêm một lát đi nói xong bà ta lại nói với hạ đoàn người ra lệnh cho người canh cửa nếu nhị tiểu thư về thì bảo nàng ấy sang phòng bên chuẩn bị hồi lễ mộ dung tráng tráng xị mặt chuyện này ai làm không được sao cứ phải chờ cô ấy về thương mai cũng là người của tướng phủ sau khi nghe mộ dung tráng tráng nói xong lão phu nhân nhìn về phía lương thị do dự rồi mới nhìn về phía thương mai nói đợi về người cùng nhị phu nhân đến phòng bên hồi lễ đi thương mai nhướng mày vâng ở phòng bên điều gì sẽ chờ đợi cô và lương thị đang nói chuyện thì phía trước có tiếng chiêng trống vang lên mọi người nhất thời đứng dậy thấy một con rồng lửa từ cửa tướng phủ bay vọt vào trong ngọn lửa bốc lên trời theo sau là những đốm lửa thơm mùi tùng hương nổ ra cảm giác rực rỡ không thể tả sau khi một con vào một con khác lại theo sau, liên tục vào hết tám con. Hỏa Long đi ngang qua bàn tiệc và tiến về phía trước, ánh lửa thu hút sự chú ý của mọi người, đi đến đâu, mọi người đều nhìn theo đến đấy, người bên dưới cầm một cây côn dài để nâng con Hỏa Long, chân bước như đang nhảy, thương mai cảm thấy hơi giống nhảy tép đen. Trần Loan Loan phấn khích thốt lên, đến tám con Hỏa Long, đúng là tuyệt quá ta phải qua xem. Vừa nói nàng ta vừa chạy thật nhanh qua đó không chỉ có nàng ta mà còn có rất nhiều công tử cũng chạy theo phía sau hỏa long, khung cảnh bỗng trở nên sôi động. Thương Mai nhìn ngọn lửa bốc cao, trong lòng hơi sừng sốt, con hỏa long này thật sự rất đẹp, những con rồng lửa di chuyển trông giống như bàn long vậy, nhanh chóng đi về phía trước, đúng như lời Tô Thanh nói, hỏa long cho thêm dầu lửa đặc chế, tuy có tia lửa bốc lên, nhưng không bắn ra ngoài, mà càng tăng thêm hiệu quả lung linh cho nó. Lão phu nhân nói với Thương Mai, tranh thủ lúc này, người cùng nhị phu nhân đến phòng bên đi. Thương Mai cùng Lương Thị đứng dậy, Lương Thị hành lễ với mọi người, chư vị từ từ dùng, thân thiết mạn phép đi trước. Phu nhân đi thong thả, thôi Thái Phi và Lão Thái Quân cùng nói. Thương Mai tiến lên hai bước, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Lão Phu Nhân, đúng rồi, tổ mẫu, cháu quên nói với người một chuyện, vừa nãy cháu có hỏi hạ đoàn cần người hâu quế ven ở cửa, hạ đoàn nói phải hỏi ý kiến của người lão thái quân xua tay phòng ngươi thiếu người thì cứ chuyển cho vâng cảm ơn tổ mẫu thương mai cúi đầu và quay đi hạ đoàn dẫn lương thị đi qua hỏa long đi thẳng vào phòng bên trên đường hạ đoàn nói đại tiểu thư người hỏi lão phu nhân lão phu cũng đã nói quay về nô tài sẽ lấy giấy bán thân dâng lên tay người thương mai đáp cực khổ cho quản ra rồi khóe miệng hạ đoàn nhếch lên một nụ cười lạnh nô tài nên làm mà đợi khi cô chết rồi ta sẽ giết quế viên cùng xuống dưới để hầu hạ cho cô sau khi vào phòng bên thương mai nhìn xung quanh có ba cửa sổ trong phòng bên tất cả đều được đóng chặt trong phòng có một mùi rất kỳ lạ thương mai đưa mắt nhìn quanh phát hiện trên góc tường và sàn nhà có vết ướt giống như dầu lửa trong lòng cô dường như nghĩ được gì đó quả của nương ra tây môn hiểu nguyệt đều được đặt ở phòng này vẫn chưa thu dọn vào trong kho nhưng trong phủ đã chuẩn bị sẵn một món quà hồi lễ, đặt một đống lớn ở trên bàn, và việc Thương Mai phải làm chính là xác minh lại danh sách lễ vật, sau đó đích thân đưa nó vào gánh để người của phủ Quốc công nhận lại. Kỳ nương bên cạnh đọc lên, năm tấm vải lụa, một đôi gà sống, hai bình rượu ngon, hai bộ mì, một cặp quả hạch đào, một đôi ngọc Như Ý. Kỳ nương vừa đọc đến đâu, Thương Mai bỏ vào trong gánh. Lương thị vốn dĩ đứng ở một bên, nhưng lúc này chậm rãi ngồi xuống lắc đầu. Thấy vậy, thương mai hỏi, phu nhân không sao chứ? Lương thị phất tay, không sao, chỉ là người có hơi mỏi. Ta có biết chút y thuật, hay là để ta bắt mạch cho phu nhân thương mai nghĩ rằng do lương thị đã ống rượu mà phát sinh tác dụng, cô cũng muốn biết rốt cuộc trong rượu đã bỏ thứ gì. Cô mới vừa đi được hai bước đã vươn tay chống đỡ lưng ghế, ta cũng cảm thấy chân mềm nhún, toàn thân không có chút sức lực nào, chuyện này rốt cuộc là sao? Lương thị vốn dĩ muốn tìm cơ hội xin lỗi thương mai, nhưng thấy cô ngồi đây bắt mạch, đưa tay ra. Thương mai nhìn thấy hạ đoàn đã đi ra ngoài, giúp bà ta bắt mạch, mạch tưởng có chút trở ngại, giống như khí huyết không thông. Ta cũng rất hoảng loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lương thị hơi bối rối, cảm giác này khiến bà ấy rất khó chịu, nhất thời quên mất việc xin lỗi thương mai. Bên ngoài có tiếng chiêng trống vang lên, hạ đoàn nghe tiếng chiêng trống muốn đi ra ngoài. Thương Mai gọi hắn, hạ đoàn, chờ một chút. Hạ đoàn bất đắc dĩ quay đầu lại, làm sao vậy? Thương Mai không nói chuyện với hắn ta, mà nói với hỉ nương, hỉ nương, phiền ngươi bưng một ly nước nóng vào cho nhị phu nhân. chương 180, Đại Hỏa. Sau khi hỉ nương đi ra ngoài, hạ đoàn sốt ruột nhìn Thương Mai, đại tiểu thư có chuyện gì vậy? Thương Mai nói, ta có hơi mệt, người qua đây giúp dìu phu nhân đến bên kia ngôi, tiếng chiêng trống vang lên ngày càng to có vẻ như hỏa long đang đến gân hạ đoàn nhìn hơi khẩn trương nói ta đi ra ngoài gọi người nói xong xoay người rời đi thương mai hất một cái ghế bay tới đập vào lưng hạ đoàn hạ đoàn loạng choạng ngã xuống đất thương mai nhanh chóng đi tới đóng cửa lại chặn bước chân của hắn lạnh lùng nói hạ quản gia thật sự không coi đại tiểu thư ta ra gì sao hạ đoàn lo lắng đột một đứng dậy nô tài sai rồi Đại tiểu thư bất giận, bây giờ nô tài sẽ tìm người ngay. Sâu lửa tràn ra sàn ngoài và khắp phòng, lúc Hỏa Long đi qua, phát sinh một chút ngoài ý muốn, căn phòng này bỗng chốc như bị biến thành biển lửa. Vì vậy, hắn ta mới phải tức tốc rời khỏi căn phòng này. Hắn vội vàng đứng dậy, muốn mở cửa ra. Nhưng Thương Mai đã chặn trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Đã quá muộn rồi, Hạ Đoàn, cái bẫy mà ngươi bố trí giúp bọn họ, giờ lại tự ngươi gánh chịu. Thương Mai dứt khoát nói. Nghe vậy Lương Thị vội vàng đứng dậy, khó khăn hỏi có chuyện gì vậy? Thương Mai nhìn Lương Thị lắc đầu, là ai bảo người sang phòng bên với ta? Hồi lễ Mai Lương Thị sướng sở nói. Hồi lễ, nếu ta không nhớ lầm, lúc các người dân lễ tới, là ở chắc sảnh trước tiên viện sao bây giờ lại ở căn phòng trong hoa viên chứ? Lương Thị đột nhiên kinh ngạc, chuyện này, ở đây có huyền cơ gì sao? Sao ta lại chóng mặt? bởi vì rượu người uống có độc. Nhìn vẻ mặt của Lương thị đột nhiên trở nên kinh hãi, không ngờ rằng bà ấy hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện này. Là Tây Môn Hiểu Nguyệt, nàng ta bảo ta cùng ngươi kiểm tra lại lễ vật, nói ta nhân cơ hội này xin lỗi ngươi. Lương thị như chợt tỉnh ngộ. Trời ạ, à, hóa ra ả à muốn hại ta sao? Thấy hai người mãi nói chuyện, hạ đoàn bất ngờ đứng dậy đánh thương mai một cái. Hắn ta biết chút võ công, vốn tưởng có thể dễ dàng đánh ngã được thương mai nhưng thương mai nhảy lên đánh một cú xuống đầu hắn đầu gối nhấc lên đập vào bụng hẳn thương mai ra tay rất nhanh cũng rất tàn nhẫn cô tung ra hai cú đấm đấm vào hai bên thái dương của hạ đoàn làm cho hắn ta choáng váng hoa mắt ngã gục xuống sàn ngôi thai bóc sinh mà thương mai sử dụng chú trọng về lực độ của đòn đánh lấy nhanh đánh chậm dù hạ đoàn biết chút công phu nhưng chiêu này của hắn đã bị thương mai chặn lại một cách hoàn hảo ngay lúc hạ đoàn ngã xuống đất ngoài cửa đã náo loạn rồi. hắn nhìn qua khe cửa thấy lửa cháy ngút trời, ánh mắt vô cùng kinh hãi, dốc sức đứng dậy xông ra mở cửa. Thương Mai đá hắn một cái, người không cần đi ra ngoài nữa, cứ ở đây chờ đi. người điên rồi, người cũng sẽ bị thiêu chết đấy. mau mở cửa. Ran Hạ Đoàn sợ hãi hét lên, nhị phu nhân, qua kéo nàng ta, ta đi mở cửa. Lương Thị giờ đang rất sốc, bà ta không thể ngờ rằng Tây Môn Hiểu Nguyệt lại đối xử với mình như vậy. Tại sao? Tại sao cô ta lại làm điều này? Lương Thị lẩm bẩm, ánh mắt đầy kinh hoàng và sợ hãi. Thương Mai vội lấy mảnh vải lụa, lăn ở dưới đất, sau đó nối lại, đáp lại lời Lương Thị, bởi vì, người chết cùng ta ở đây thì sẽ không còn ai nghi ngờ đây là một vụ ám hại, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Cháy lớn như vậy rồi, không ai đến dập lửa sao? Lương Thị sợ hãi kêu lên, cuối cùng bà ấy cũng nhìn thấy bên ngoài lửa cháy hừng hực không cứu được, người nghĩ xem sao phải chọn căn phòng này ra tay. Là bởi vì ở đây cách hồ nước rất xa, nước xa không cứu được lửa gần. Thương Mai dùng sức cột mảnh vải sau khi đã nối chúng lại với nhau. Hạ đoàn nổi điên, hắn biết nếu muốn thoát ra ngoài, thì chỉ có thể giết Thương Mai. Thương Mai buộc mảnh vải, thấy hạ đoàn lao về phía mình, cô cầm ghế đánh mạnh vào chân hẳn, cũng không biết chiếc ghế bị gãy hay chân hắn ta gãy mà lại phát ra một tiếng rắc, hạ đoàn đau đớn lăn lộn trên đất, ghế gãy, xương chân hắn cũng gãy theo. Thương Mai dẫm lên tay hắn, ánh lửa chiếu vào gương mặt của cô, giống như một sứ giả báo thù lòng đầy thù hận nói, hạ đoàn, ta đã nói với người đầu của ngươi chỉ tạm thời gắn ở trên cổ, ta cuối cùng vẫn sẽ đến lấy nó đi. Đại tiểu thư tham mạng, ta chỉ là một tên nô tài, thân bất do kỹ, ta chỉ nghe lệnh hành sự, nếu ta không làm theo, kẻ xui xẻo lại chính là ta nỗi sợ hãi cái chết cuối cùng cũng quấn lấy tim hắn trong mắt cũng ngấm dân lo sợ thương mai giẫm lên hắn vén mái tóc lại gọn gàng nhanh chóng lùi về phía sau nhặt mảnh lụa lên hạ đoàn không còn sức đứng dậy chỉ có thế dùng hết sức bỏ tới nhưng không đẩy được chốt cửa mấy người đang vui say bên ngoài cũng nhanh chóng phát hiện được đám cháy có người ngạc nhiên hét lên trời ơi mau lấy nước mau lấy nước phòng phụ nằm cách nơi tổ chức tiệc chỉ một đoạn hơn nữa còn bị lâu cao che khuất, đến khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói bay nghi ngút, mọi người mới tá hỏa. Có người vội vàng đến báo, tương ra, có một con hỏa long bất ngờ đổ xuống, tất cả hỏa long đều ngã hết nên đã làm cháy phòng phụ. Hạ thừa tướng vẻ mặt kinh hãi, phòng phụ có ai không? Có, đại tiểu thư và nhị phu nhân đều ở trong đó kiểm tra lễ vật, quản gia hạ đoàn và hỉ nương cũng ở đó. Tên hạ nhân đó nói. Hạ thừa tướng tay run lẩy bẩy, khô khốc hét lên, mau đi chữa cháy. Có người đã nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc lao sang phòng phụ. Thân ảnh người đó lao nhanh như bay, mọi người đều cho rằng hắn là nhiếp chính vương, nhưng thật ra không phải, mà chính là Tô Thanh. Cái vị nhiếp chính vương vẫn đang ngồi uống rượu vừa nhìn thấy ngọn lửa đã nhanh chóng chạy đi rồi, lúc đấy, hạ nhân vẫn còn chưa tới bấm báo. Hắn vẫn luôn chú ý tới thương mai, lúc thương mai đi theo lương thị, hắn cũng đặc biệt cho hạ nhân của mình qua đó hỏi, được biết cô đến phòng phụ thì luôn để mắt về phía đó. Bởi vì dưới đất có dâu lửa, hỏa long rất nhanh đã đốt cháy căn phòng, ngọn lửa cuồn cuộn vào trong, như ác ma muốn nuốt chửng mọi thứ. Hạ nhân đã mang nước đến dập lửa, nhưng ngọn lửa thực sự quá lớn, hơn nữa hỏa long vốn dĩ có dầu hỏa và nhựa thông, mấy thùng nước lấy từ trong hồ tới, đâu thể dập được trận lửa lớn như thế. Mộ Dung khanh giật lấy thùng nước trong tay một hạ nhân, tưới lên người mình, không chút nghĩ ngợi xông vào dập lửa. Trời ạ, à, vương gia đi vào rồi, vương gia đi vào rồi." Hạ Nhân kinh ngạc hét lên, lửa lớn như vậy, vương gia vào trong nhất định sẽ rất nguy hiểm. Mọi người vội vàng chạy tới, Tô Thanh là người thứ hai tiến vào đám cháy, tiếp theo là Tiểu Thác, còn có 12 vị tướng quân. Hạ thừa tướng nhìn căn phòng bên không ngừng bị ngọn lửa nuốt chừng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, duy trì ánh mắt lại dân dân phảng phất một ý định nham hiểm. Đám cháy thế này không ai có thể thoát ra được cho dù nhiếp chính vương có thể xông vào, cũng không thể vào trong, bởi vì ngọn lửa một khi thiêu đến cửa lớn, e là xà ngang sẽ rơi xuống, ngăn chặn hoàn toàn đường thoát. Lão Thái Quân đứng đằng xa, lặng lẽ nhìn đống lửa, trong miệng niệm A-di-đà-phật. Mộ Dung khanh lao vào trận lửa, ngọn lửa thiêu cháy không khí xung quanh khiến mọi người đều rất khó thở. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 12